Chương 61 Phàm nhân. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Thẩm Tiểu Đăng bị rửa mặt sạch sẽ sau nhét vào một chiếc xe ngựa to trung. Trong xe ngựa trừ bỏ nàng, còn có còn lại 5-6 cá nhân, 3 cái nam, 3 cái nữ, đều bị trang điểm sạch sẽ, mặc trong thôn tốt nhất quần áo, trong gói đồ đoán chừng một năm mới có thể ăn lần trước kê cá thịt, nhưng đều vẽ mặt cầu xin, không một điểm cao hứng. Nguyên nhân tự nhiên là trên người bọn họ triền gắt gao dây thừng. Phá xe ngựa rất là sốc nảy, còn lại 2 cái tuổi trẻ nữ hài đều nhịn không được khóc thành tiếng đến, chỉ chốc lát sau, đối diện 2 cái thanh niên nam tử cũng khóc ra, đến cuối cùng, chỉ còn lại có Thẩm Tiểu Đăng cùng một cái mặt hạt y đoản đã nam tử. Thẩm Tiểu Đăng là mặt không biểu cảm, mà cái kia thanh niên nam tử cũng là một mặt kiên nghị. Lãng mi tinh mục, ngày thường thập phần sạch sẽ soái khí, vừa thấy liền làm cho người ta lòng sinh hảo cảm. Các ngươi đừng khóc, đợi đến ngọn núi, chúng ta liền cho nhau cởi bỏ dây thừng, nhất chạy chi. Có lẽ của hắn ngữ khí rất đương nhiên, một cái nam tử nhịn không được nói. Kỷ Phi Trần, ngươi nói nhưng là đơn giản, ngọn núi đều là kia yêu quái địa bàn, chúng ta liền tính cởi bỏ dây thừng, lại thế nào chạy đến rời núi lâm sao? Một cái khác nữ tử khóc nói. Phi Trần ca ca ô, ta không muốn chết. Ải cái nam tử cũng ai thanh nói. Ai bảo chúng ta không hay ho đâu, vừa khéo rút thăm trừ trúng. Bất quá Kỷ Phi Trần không nghĩ tới ngươi cũng có không hay ho một ngày. Kỷ Phi Trần nhe răng, cư nhiên còn cười xuất ra, họa hề phúc sở y. Như thế lạc quan tinh thần cảm nhiễm mấy người bọn họ, khóc thúc thích một chút, rốt cuộc là người trẻ tuổi, rất nhanh khôi phục nguyên khí, nhớ tới biện pháp, chúng ta bằng không lấy cái hố sâu, tàn ở bên trong, nhưng yêu quái tìm không ra. Phương pháp này rất nhanh bị phủ quyết, ngươi đem chính ngươi mai, yêu quái là tìm không ra, chính ngươi cũng phải buồn tử. Kỷ Phi Trần nói. Tóm lại, chúng ta đến địa phương trước cởi bỏ dây thừng, đều tự tìm đem vũ khí, tìm chuẩn một cái phương hướng chạy, ta sẽ xem Thái Dương cùng Tinh Tinh vị trí phân rõ phương hướng, chỉ cần chúng ta đồng lòng không nhất định chính là kia yêu quái bàn cơm trung. Này chủ ý nhưng là hơi chút đáng tin, bọn họ lại bị Kỷ Phi Trần cổ vũ, sinh ra vài phần dũng khí. Tòa ở phía sau Thẩm Tiểu Đăng như trước là mặt không biểu cảm. Kỷ Phi Trần cùng khác 2 cái nam tử luôn luôn tại vụng trộm xem nàng, nữ tử mặc tố sắc quần áo, dựa lưng vào cửa sổ xe, bị phong kín cửa sổ lọt vào mấy luồng ánh sáng, hư thực buộc vòng quanh gương mặt nàng, băng cơ ngọc cốt, tóc đen như mực, một đôi mắt như chân trời chấm nhỏ, mỹ không giống phàm nhân. Nghe nói, nàng xuất hiện tại thôn phương thức liền có chút bất phàm, là biên cảnh chi hải đường ven biển thác đi lên nhân. Người bình thường đã sớm ở hải lý chết đuối, mà nàng lại như ngủ dường như. Có lão nhân đoán nàng là không cẩn thận rơi vào hải lý tiên nhân, mới đầu vốn định đem nàng cung đứng lên, đáng tiếc bản thân nàng trừ bỏ tên của bản thân, nhớ không dậy bất cứ chuyện gì tình, cũng không có biểu hiện xuất thần thông. Vì thế không đến 1 tháng, thôn liền không đồng ý lại dưỡng nàng, bị nhét vào xe ngựa cùng bọn họ này đàn không hay ho đảng giống nhau đưa thâm sơn rừng già, uy yêu quái. Thấy nàng thần sắc đạm mạc, Kỷ Phi Trần đánh bạo hỏi. Thẩm cô nương, ngươi không sợ hãi sao? Thẩm Tiểu Đăng quay sang đến, có chút nghi hoặc hỏi lại, sợ cái gì? Kỷ Phi Trần mờ mịt nói. Yêu quái a, chính là lão Phong Sơn kia chỉ thông thiên đại yêu quái. Thẩm Tiểu Đăng nói. Như vậy a. Thấy mọi người nhìn về phía nàng, nói. Không sợ. Những người khác một mặt không tin. Chỉ có Thẩm Tiểu Đăng tự mình biết nói, tuy rằng nghe trong thôn nói đại yêu quái như thế nào lợi hại, bọn họ lại như thế nào sợ hãi, nhưng nàng chính là sinh không dậy nổi sợ hãi tâm, theo bản năng cảm thấy, nếu thực so với đáng sợ, chính mình nói không chừng mới là đáng sợ nhất. Đang ở nói xong, xe ngựa ngừng lại. Bọn họ vừa tùng đi xuống tâm lại nâng lên, cho nhau liếc nhau, Kỷ Phi Trần đầu tiên nhảy xuống xe ngựa, những người khác theo sát phía sau, chờ bọn hắn xuống xe sau, lái xe lão bá vội vàng bỏ lại hắn, bay nhanh đào tẩu. Này tòa lão phong ngọn núi ở một cái bản lĩnh cao cường đại yêu quái, thích nhất ăn chính là tế gia nộn thịt trẻ tuổi nhân, nếu trong thôn không ấn thời gian cho hắn đưa tươi mới nhân, nó liền muốn xuống núi một hơi ăn thượng mấy chục nhân, vì thôn yên ổn. Bọn họ đành phải khuất phục cho đại yêu quái dưới, từng nhà rút thăm, ai trừ trúng phải lên núi. Năm nay chính mấy người bọn họ trừ trúng tử ký. Mau! Kỷ Phi Trần nhất kêu. Bọn họ vội vàng đem dây thừng cởi bỏ, lại tìm vài cái một chi tức tim làm vũ khí, Kỷ Phi Trần chỉ một cái phương hướng sau, bọn họ bay nhanh chạy đi ra ngoài. Còn chưa có chạy vài bước, Thẩm Tiểu Đăng bên tai liền nghe được tiếng gió, những người còn lại lại chưa phát hiện, lại chạy vài bước, trong sơn lâm đột nhiên truyền ra một tiếng phẫn nộ rít gào, hai nữ tử dọa ôm đầu thét chói tai. Kỷ Phi Trần hô lớn: "Đừng có ngừng, tiếp tục chạy a." Hai nữ nhân khóc ôm chặt đối phương, sợ tới mức chân nhuyễn, chúng ta sợ hãi, thật sự chạy bất động. Giọng nói còn chưa lạc, một cái cực đại bóng đen phát xuất ra, một ngụm cắn hạ hai người đầu. Tanh hôi hơi thở, hơn nữa im bặt đình chỉ tiếng khóc, trong phút chốc, phong đều đình chỉ, này vài cái người trẻ tuổi chưa bao giờ nghĩ tới tử dễ dàng như vậy, trên xe ngựa kia không ngây thơ dũng khí, bị này nhất kích đánh quân lính tan rã. Sống sờ sờ hai người liền dễ dàng như vậy bị ăn. Kỷ Phi Trần dẫn đầu phản ứng đi lại. Chạy. Bên cạnh hai cái nam tử sợ tới mức ngây người, đối mặt này bàn nhiên cự vật căn bản không có hy vọng chạy thoát, bọn họ cứng ngắc chuyển động con mắt, nhìn về phía Kỷ Phi Trần, Kỷ Phi Trần cũng sửng sốt một chút, cắn răng một cái, kéo trụ Thẩm Tiểu Đăng thủ, cúi đầu về phía trước chạy tới. Mặt sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có xương cốt bị cắn răng rắc thanh. Còn có tiếng thét, kia chỉ đổ thừa vật lại đuổi theo. Sau tai, Thẩm Tiểu Đăng nghe được hướng nàng đầu đánh úp lại tiếng gió, nàng bình tĩnh tâm đồ sinh một cổ lệ khí, quay đầu hướng kia chỉ màu đen yêu quái lạnh lùng nhìn lại. Có hai tầng lâu cao hắc yêu, thân tiểu đầu đại, hùng thông thường đầu óc thượng dài quá tam chỉ mắt, một trương phương khẩu còn tại lấy máu. Này nhân gian yêu quái linh trí chưa khai, chỉ biết ăn thịt người uống máu, cấp bậc đê hèn, nó tựa hồ cũng không ngờ tới, một cái nho nhỏ phàm nhân còn dám quay đầu xem nó. Càng không ngờ tới là này một đôi mắt sợ ẩn chứa uy áp nhường nó theo bản năng bỡ ngỡ. Là bản năng ở xu thế nó sợ hãi nàng. Kỷ Phi Trần lau lệ, không biết có phải là yêu quái ăn hai người, không có vội vã truy bọn họ, hai người theo ban ngày chạy đến đêm đen, một hơi vọt tới một cái trong sơn động. Tạm thời sau khi an toàn, Kỷ Phi Trần vừa mạnh mẽ khóc một hồi, mới lau khô nước mắt. Ta thật vô dụng, rõ ràng là nam tử Hán, còn không có ngươi kiên cường. Thẩm Tiểu Đăng nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Lại nhìn về phía ngoài động, ngay tại vừa rồi, có lẽ là trong lúc vô tình dùng xong linh áp, vậy mà kích thích của nàng trí nhớ, Thẩm Tiểu Đăng rốt cuộc nhớ tới phía trước chuyện, nguyên lai Triều Ngọc Kinh sau khi chết, nàng lâm vào ngủ say, tiến vào hải lý. Một đường bị nước biển vọt tới nhân gian, lúc đó, nàng dụng thần hồn trực tiếp đánh sâu vào thần hồn của Triều Ngọc Kinh, Ngọc Thạch câu phần. Thần hồn của nàng cũng thiếu chút liệt thành mảnh nhỏ, bất quá không biết là không phải là bởi vì nàng sống quá lưỡng thế nguyên nhân, thần hồn hơn cứng cỏi, hơn nữa Triều Ngọc Kinh dùng cuối cùng một tia lực lượng tụ tập thần hồn của nàng, mới không có thần hồn câu diệt. Nhưng thần hồn kết quả bị tổn thương, nàng tạm thời mất đi trí nhớ cùng linh khí, chỉ có chậm rãi tẩm bổ, không nóng nảy. Có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, Thẩm Tiểu Đăng trên mặt nổi lên một tia cười khổ, Triều Ngọc Kinh vậy mà cứu nàng. Thật sự là châm chọc. Càng châm chọc là, nàng khi tỉnh lại sẽ xuất hiện ở Kỷ Phi Trần bên người. Ở một đời trước, nàng cùng Kỷ Phi Trần cùng xuất hiện cũng không nhiều, Kỷ Phi Trần xuất trướng khi đã ở thư cuối cùng một phần, làm số mệnh con, Kỷ Phi Trần cơ hồ đều là thiên đạo thân nhi tử, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, sau đó, bởi vì yêu tối đem đại cơ duyên tặng cho vai nữ chính. Hiện thời linh khí đục ngầu, sửa đến hóa thần đã là không dễ. Có thể phi thăng hay là muốn dựa vào thiên đại cơ vận. Thẩm Phù Diêu chính là ở thiên thời địa lợi hạ thoải mái phi thăng tới tiên giới. Của nàng trùng sinh quấy rầy kịch tình, Triều Ngọc Kinh đều đã chết, cái thứ tư đại lão Kỷ Phi Trần vẫn còn ở Tân Thủ Thôn, đến mức hắn gặp mấy đến khốn cảnh, chỉ là bé nhỏ không đáng kể đá kê chân thôi. Nếu nàng nhớ không lầm, Kỷ Phi Trần tìm sơn động vừa khéo là mổ cái tu chân vực giới vô cùng lưu lại động phủ. Bên trong vừa đúng có Tẩy Tủy Đan cùng Tuyệt Thế Kiếm Phổ, triệt để mở ra Kỷ Phi Trần tu chân chi môn. Đang nghĩ tới, Kỷ Phi Trần đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Thẩm cô nương, ngươi mau nhìn nơi này có cái động phủ. Quả nhiên. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62. Duyên phận. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Thẩm cô nương. Ngươi xem nơi này còn có mai đan dược. Đơn sơ động phủ bên trong, Kỷ Phi Trần kinh hỉ bất chợt nhìn xem trong chai đan dược, lại sờ sờ kia bản tu luyện bộ sách. Chúng ta có phải là trong lúc vô tình phát hiện cái gì rất giỏi gì đó, này đan dược thật sự có thể trực tiếp ăn sao? Nếu là người xấu lừa gạt hậu nhân lưu lại làm sao bây giờ? Kỷ Phi Trần rối rắm nhíu mày, huống chi này tiên đan chỉ có một quả, ta ăn, Thẩm cô nương làm sao ngươi làm? Ta làm sao có thể một người độc chiếm này bảo vật, nhưng là nếu một phân thành hai, có phải hay không có hiệu quả? Còn có, ta muốn thế nào nghiệm chứng nó có hay không độc đâu? Còn chưa phân tích hoàn, Kỷ Phi Trần chỉ thấy Thẩm Tiểu Đăng hướng hắn đã đi tới, sau đó không khỏi phân trần trực tiếp đem đan dược ném vào trong miệng hắn. Ân. Kỷ Phi Trần vội vàng che miệng, thật vất vả mới nuốt xuống đi. Thẩm cô nương. Thẩm Tiểu Đăng nhíu mày nói. Ngươi nói thật sự nhiều lắm, nghe ta tâm phiền ý loạn. Thật hung dữ. Nuốt vào đan dược, Kỷ Phi Trần thân thể rất nhanh tẩy tinh phạt tủy, thân thể phân bố ra màu đen tạp chất, tản mát ra khó nghe hương vị, động này phủ lại không lớn. Nếu hắn một người hoàn hảo, bây giờ còn có cái nữ tử ở, hắn nhất thời xấu hổ quẩn. Nghe đến hương vị Thẩm Tiểu Đăng nhàn nhạt nhìn về phía Kỷ Phi Trần. Tuy rằng nàng mặt ngoài khắc chế, nhưng là Kỷ Phi Trần vẫn là thấy được ghét bỏ chi ý, nhất thời lại có vài phần bị thương, nhưng là làm cho hắn đi ra ngoài tìm một chỗ tắm rửa, lại không dám, vì thế đành phải vùi đầu tu luyện trong sách nội dung, sau đó cách Thẩm Tiểu Đăng rất xa. Kỷ Phi Trần thiên phú khá cao, trong sách nội dung rất nhanh khắc trong tâm khảm. Đang lúc hắn khép lại bộ sách khi, trước mặt một mảnh bóng đen, Kỷ Phi Trần ngẩng đầu nhìn đi, là Thẩm Tiểu Đăng, cho dù ở động phủ trung, nàng cũng chút không thấy chật vật, sở hữu ánh sáng nhạt đều hội tụ ở nàng một người trên người, đen bóng con ngươi trên cao nhìn xuống nhìn hắn, để ở bên người thủ trắng nõn mềm mại. Cúi đầu liếc mắt một cái bản thân phủ kín uế vật thủ, Kỷ Phi Trần lại đi sau rụt một ít. Nếu đã học không sai biệt lắm, hiện tại có thể đi ra ngoài thanh lý một ít bản thân đi. Thẩm Tiểu Đăng nói chuyện thật không khách khí, vẫn là nói, ta đi ra ngoài. Không. Kỷ Phi Trần xấu hổ quẩn đứng lên, có chút nan kham thối lui đến động cửa phủ, ta đi ra ngoài. Nói xong, hắn nhanh như chớp chạy. Ở bên ngoài, Kỷ Phi Trần không hề nghi ngờ sẽ đụng tới kia chỉ hắc yêu, sau đó hắc yêu bị phản sát, Kỷ Phi Trần tiến vào luyện khí nhị tầng, sau đó gặp cùng đi tróc yêu thuần dương phái đệ tử. Thuần dương phái đệ tử thấy hắn cốt cách thanh kỳ liền đặc biệt dẫn hắn đi đến tu chân vực giới, lại bị trưởng môn thu vì duy nhất một cái đệ tử. Điều này cũng là nàng sửa lại thực vực giới cơ hội, nhân gian xa không bằng tu chân vực giới linh lực dư thừa, Thẩm Tiểu Đăng dùng khôi phục linh lực đem bản thân biến thành nam trang trang điểm, lại che giấu điệu hơi thở, dù sao thuần dương phái chỉ lấy nam đệ tử. Nàng nhắm mắt lại, chỉ qua một đêm, chợt nghe đến hai người nói chuyện thanh âm truyền đến. Đạo trưởng, ta còn có một bằng hữu cũng ở bên trong, ngươi đồng loạt xem một chút đi. Đây là Kỷ Phi Trần thanh âm. Ân. Bất quá chúng ta môn phái thu đồ đệ tiêu chuẩn khá cao, hơn nữa không thu nữ đệ tử. Đây là thuần dương phái đệ tử thanh âm. Kỷ Phi Trần kinh ngạc, không thu. Còn chưa chờ hắn nói xong, Thẩm Tiểu Đăng liền đi ra, một thân tố y giữ mình trang điểm, tóc đen tăng lên, khuôn mặt như ngọc, quả thực là tuấn mỹ vô song công tử bộ dáng. Kỷ Phi Trần ngây người một lát, lại nghe đến kia thuần dương phái đạo trưởng rất hài lòng thanh âm, hắn nhất thời có điều hiểu, càng thêm minh bạch Thẩm Tiểu Đăng quả nhiên không phải là người bình thường, chỉ sợ thật sự là theo tu chân vực giới gặp rủi ro đến nhân gian tiên nhân, hắn thông minh chưa có nói ra câu nói kế tiếp. Sửa lại thực vực giới trên đường, đạo trưởng cởi xuống trên người hồ lô ném vào biên cảnh chi hải, hồ lô ngộ thủy thành lớn, cung ba người cưỡi. Một bên hướng Kim Lân Cửu Châu chạy tới, đạo trưởng một bên giảng giải tu chân vực giới cùng thuần dương phái sự tình. Chúng ta thuần dương phái ở tu chân vực giới cũng coi như riêng một ngọn cờ, trưởng môn cùng các vị sư tôn sư bá đều là Nguyên Anh đạo quân, bất quá phía trước cũng không bị cho là thứ nhất đại phái, cho đến khi mấy tháng tiền, Quỷ Vương Triều Ngọc Kinh ngang trời xuất thế, tàn sát chứa nhiều môn phái thế gia, môn phái khó khăn, chúng ta thuần dương phái ngược lại thừa giả vì vương, trở thành tu chân vực giới thứ nhất đại phái. Kỷ Phi Trần nghe nghiêm cẩn, tò mò hỏi. Quỷ Vương cuối cùng như thế nào đâu? Đạo trưởng, có nhất hóa thần vô cùng đã bại hắn, nói đến cũng là đáng thương, kia vô cùng tuy rằng xuất thân danh môn cũng không bị gia tộc sở hỉ, lọt vào tộc nhân hãm hại, đào tẩu ma vực, lại nhân cùng quỷ vương giao thủ, đến nay sinh tử không rõ. Kỷ Phi Trần sùng bái hỏi. Này hóa thần vô cùng tên gọi là gì a? À? Đạo trưởng hừ nhẹ, nói ngươi cũng không biết, Thẩm thị đại tiểu thư Thẩm Tiểu Đăng là cũng. Cái gì? Kỷ Phi Trần suýt nữa theo hồ lô thượng xoay người rơi vào hải lý. Hắn cuống quýt ôm chặt hồ lô lớn, vừa sợ lại cũng nhìn phía một bên bình tĩnh Thẩm Tiểu Đăng, mà Thẩm Tiểu Đăng chỉ là đưa lưng về phía đạo trưởng làm cái chớ có lên tiếng động tác. Kỷ Phi Trần vội vàng bế nhanh miệng. Trong lòng kinh đào hải lãng. Hắn đây là cái gì vận khí, cư nhiên gặp một cái hóa thần vô cùng, khởi điểm hắn còn nói bản thân là nam tử hắn phải bảo vệ nữ tử, hiện tại xem ra, hai người bọn họ là khác nhau một trời một vực. Xem nhẹ trong lòng vĩ đại chênh lệch, Kỷ Phi Trần nói. Đạo trưởng, ngươi có thể thấy được quá Thẩm Tiểu Đăng. Đạo trưởng có chút tiếc nuối nói. Không có, ngày ấy tham chiến tu sĩ đều đã chết. Triều Ngọc Kinh cùng Thẩm Tiểu Đăng lại đánh tới biên cảnh Chi Hải, chờ những người còn lại đuổi đến nơi đây, đã sớm không thấy thân ảnh của nàng. Hắn dài thở dài một hơi, có người nói nàng đã chết, có người nói biên cảnh Chi Hải có của nàng bộ hạ giao nhân yêu tộc, là bị giao nhân cứu, còn có người nói nàng trở về ma vực, ta đổ cảm thấy nàng ở một cái bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được địa phương. Kỷ Phi Trần âm thầm ói ra hạ đầu lưỡi, lại nhìn về phía cách đó không xa một bộ lạnh nhạt chỗ chi thần thái Thẩm Tiểu Đăng. Quả thật là ở một cái bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được địa phương. Đạo trưởng, ngươi có vẻ thật sùng kính này vị nữ tử. Hiện tại tu chân vực giới người nào không sùng kính nàng. Vị này đạo trưởng hồn nhiên bất giác chỗ nào không đúng, trái lại tự nói. Nhìn xem nhiều như vậy danh môn, nhiều ngày như vậy tư trắc tuyệt tu sĩ, giống cái kia Trường Việt đọa nhập ma đạo hiện tại đi ma vực. Nghe nói là làm ma quân, ta xem hắn này thiên tài lại cũng vô pháp phi thăng, mà bị ca tụng là huyết diêm la, Thẩm Tiểu Đăng, ngược lại ngộ đại đạo. Đạo trưởng đón gió nhi lập, cảm thán, chúng ta mặc dù thiên tư thông thường, làm thị nàng vì tấm gương, cần lấy tự miễn. Nếu này đạo trưởng biết cùng hắn ngồi chung một cái hồ lô lớn đúng là Thẩm Tiểu Đăng, không biết ra sao chờ biểu cảm, Kỷ Phi Trần nhếch lên khóe môi, một đôi linh hoạt ánh mắt nhìn Thẩm Tiểu Đăng. Đối nàng hết thảy đều tràn ngập tò mò. Ra biên cảnh Chi Hải, ba người lại thừa tiên thuyền đi đến Thuần Dương phái Sơn Môn Hạ. Đạo trưởng đưa bọn họ hai người dẫn tiến cấp chủ sự hai vị sư huynh sau, lại cùng hai người bọn họ dặn dò thí nghiệm cùng nhập môn công việc, liền cùng bọn họ nói lời từ biệt rời đi. Giống như bọn họ ở Sơn Môn Hạ đẳng đãi an bày sơ giai tu sĩ rất nhiều, trong đó đủ có xuất thân nhân, nghe được bọn họ đến từ nhân gian, không tốt minh xem thường. Trong lời nói những câu mang theo châm chọc, nghe được Kỷ Phi Trần sắc mặt đỏ lên, âm thầm nắm tay chút nữa trắc linh căn nhất định phải làm cho bọn họ chấn động. Thẩm Tiểu Đăng tắt thờ ơ, phân đến ngoại môn rất tốt, nàng hiện tại thầm nghĩ tìm cái không biết nàng địa phương an tâm tu luyện, sớm ngày khôi phục thực lực. Trường Việt nhập chủ ma vực cũng không biết là hảo là xấu. Rất nhanh sẽ bắt đầu thí nghiệm linh căn, ưu khẳng định là nội môn đệ tử. Đến lúc đó từ Thuần Dương phái các phong chủ chọn lựa, kém tắc bị phân phối đến ngoại môn, làm chút đánh tạp sự tình. Mọi người đều khẩn trương cực kỳ, kế tiếp, đó là Kỷ Phi Trần hãnh diện một khắc, của hắn thiên linh căn kinh diễm toàn trường, loại này tư chất có thể trực tiếp trở thành trưởng môn đệ tử đích truyền, phải biết rằng Thuần Dương phái trưởng môn đến bây giờ mới thôi cũng chỉ có 2 cái đệ tử, này Kỷ Phi Trần đó là cái thứ 3. Tất cả mọi người ở kinh thán Kỷ Phi Trần thiên tư. Thẩm Tiểu Đăng yên lặng đi tới trắc linh căn linh thạch trước mặt. Trước mặt sư huynh một bên kinh ngạc Kỷ Phi Trần một bên làm cho nàng lấy tay nắm linh thạch, còn nói. Này linh thạch không chỉ có thể trắc linh căn còn có thể trắc nam nữ, ngươi đem linh khí đạo đi vào là được. Những lời này nhường Thẩm Tiểu Đăng sửng sốt, Thuần Dương phái quản như vậy nghiêm. Chẳng lẽ nàng muốn bại lộ thân phận? Trước mặt sư huynh cảm thán hoàng quay đầu nhìn thấy Thẩm Tiểu Đăng còn nắm linh thạch không trắc. Không khỏi thúc giục nói. Chạy nhanh, mặt sau còn có người xếp hàng đâu, không nghĩ trắc trở về của ngươi nhân gian. Thấy thế, Kỷ Phi Trần liên tục nói. Hắn là ta bằng hữu, sư huynh có thể không đi cái thuận tiện. Sư huynh lông mày dựng thẳng lên, liền tính ngươi thiên tư cao, nhưng là còn chưa tiến chúng ta Thuần Dương phái, nơi nào tới tư cách biện hộ cho. Hắn không có, ta có thể có. Một đạo thanh nhuận thanh âm vang lên. Mọi người tề xoát xoát ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái bạch y thắng tuyết dung mạo khí chất đều cực kỳ phát triển tiên trưởng đạp kiếm mà đến. Ở đây thuần dương phái đệ tử vội vàng hành lễ, cúi đầu hô. Đại sư huynh. Đại sư huynh nắm ở Thẩm Tiểu Đăng đầu vai, trực tiếp đem nhân mang đi. Chờ hai người rời đi, mọi người tầm mắt bọn họ mới phản ứng đi lại, không khỏi âm thầm hiểu ra này thuần dương phái đại đệ tử thiên nhân chi tư. Hành tẩu ở thuần dương phái tiên nội môn, Thẩm Tiểu Đăng nhìn về phía người này sườn mặt, có chút do dự hô. Hỗn Nguyên Thần Quân. Như trúc như ngọc thanh niên lập tức nhoẻn miệng cười, sáng như kiêu dương, ta còn tưởng rằng ngươi nhận thức không ra ta đây phân. Thân. Vì tiến tu thực vực giới, hắn cần luyện chế một cái tu vi áp chế ở Nguyên Anh tới hóa thần giai đoạn thân thể, đồng thời khối này thân thể cần có thể chứa đựng hắn cường đại thần hồn mà không tự bạo, này sẽ rất khó, cho nên chờ hắn luyện chế hoàng hạ giới sau, Thẩm Tiểu Đăng cũng mất đi rồi liên hệ. Hắn đành phải hiện tại thuần dương phái an thân, đồng thời tìm kiếm Thẩm Tiểu Đăng rơi xuống, ai biết Thẩm Tiểu Đăng hội cải trang trang điểm đến thuần dương phái đâu. Này đại khái chính là thế nhân thường nói duyên phận. Nghĩ đến đây, Hỗn Nguyên loan loan mặt mày, còn hơn trước mắt cảnh xuân vạn lý. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 63 Phong nội. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Ở Hỗn Nguyên dẫn dắt hạ, Thẩm Tiểu Đăng thuận lợi bái vì trưởng môn môn hạ, trở thành thân truyền đệ tử. Nàng thay đổi thân phận, vô quyền vô thế, cũng không thông qua thí nghiệm cư nhiên có thể trở thành trưởng môn đệ tử, Thẩm Tiểu Đăng mới đầu cũng cảm thấy kinh ngạc, bất quá nhất tưởng đến Hỗn Nguyên dù sao cũng là thần quân, tuy rằng hiện tại chỉ có Nguyên Anh đạo hạnh cũng hẳn là có biện pháp, liền không lại suy nghĩ bên trong cong cong vòng vòng. Cùng nàng cùng bái vào tự nhiên còn có Kỷ Phi Trần. Ở một ngọn núi phong hạ nhìn thấy Thẩm Tiểu Đăng, Kỷ Phi Trần kinh hỉ vô cùng, đang muốn chạy tới cẩn thận tâm sự về sau sơn môn bên trong cuộc sống, liền cảm giác bên cạnh một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, so với hắn trước một bước đứng ở Thẩm Tiểu Đăng trước mặt. Đúng là Hỗn Nguyên Thần Quân, hắn cúi đầu hơi cong ánh mắt, Tiểu Đăng, ngươi trụ địa phương ngay tại ta bên cạnh, ta dẫn ngươi đi xem. Thẩm Tiểu Đăng có chút bất đắc dĩ, nhắc lại nói. Hỗn Nguyên, ở môn phái lý ngươi vẫn là bảo ta biệt hiệu, ta cũng xưng ngươi vì Đại Hỏa Sư Huynh. Niệm ra Hỗn Nguyên Thần Quân ở tu chân vực giới tên, Thẩm Tiểu Đăng ngữ khí hơi hơi ngưng trệ, thông thường tiên quân đạo trưởng nào có kêu bản thân Đại Hỏa, loại này tên không phải cùng nhân gian cẩu đảng vượng tài không sai biệt lắm thôi. Nghe Thẩm Tiểu Đăng lời nói, Hỗn Nguyên trong suốt trong đôi mắt hiện lên một tia buồn bực, dư quan thấy tới gần Kỷ Phi Trần nói. Nơi này cũng không những người khác, nga, đến đây một cái. Kỷ Phi Trần đi tới hai người trước mặt, không hiểu có loại bị ghét bỏ lỗi thấy. Nhất định là ảo giác, nghe các đệ tử nói Hỗn Đại Hỏa sư huynh là cái vô cùng tốt sư huynh. Hắn giơ lên một cái khuôn mặt tươi cười, vừa định nói chuyện, Hỗn Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Phi Trần sư đệ. Hắn vội vã trả lời. Đại sư huynh. Hỗn Nguyên nói. Tuyển kiếm ngày, canh giờ nhanh đến. Không đầu không đuôi vài, Kỷ Phi Trần lại nghĩ tới khác các sư huynh để nói đại sư huynh, nhân là vô cùng tốt, nhưng lười nói chuyện, toàn dựa vào bọn họ đoán, nghĩ, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nga. Hôm nay là tuyển kiếm ngày. Thuần Dương phái mỗi một năm tân vào cửa đệ tử đều có thể đi tàn kiếm các tuyển kiếm, bọn họ đuổi khéo, vừa mới tiến đến liền đụng phải tuyển kiếm ngày, nhìn xem ngày cũng không sai biệt lắm đến lúc đó gian, hậu tri hậu giác nhớ tới chuyện này, bị Hỗn Nguyên nhắc nhở sau, Kỷ Phi Trần sốt ruột đã muốn đi. Mới vừa đi hai bước, lại nghĩ tới cái gì, lộn trở lại nói với Thẩm Tiểu Đăng. Thẩm công tử, ngươi không phải là cũng mới vừa vào cửa phái, chúng ta mau cùng đi, vạn nhất tới trễ nhường sư tôn nhóm chờ chúng ta sẽ không tốt lắm. Thẩm Tiểu Đăng xem Kỷ Phi Trần liếc mắt một cái, đang muốn gật đầu, bỗng nhiên bả vai trầm xuống. Một trương khuôn mặt tuấn tú tiến đến mặt nàng sườn, Hỗn Nguyên một bộ mỉm cười bộ dáng, nhếch lên khóe môi, ngươi, đi trước. Đây là nói với Kỷ Phi Trần, ở Thẩm Tiểu Đăng nhìn không tới góc độ, Hỗn Nguyên trong ánh mắt nào có cái gì ý cười, ngọc lưu ly giống như trong sáng đôi mắt, một mảnh hờ hững, như cao cao tại thượng thần ở nhìn xuống người trên. Kỷ Phi Trần chạm được như vậy ánh mắt, tâm địa cả kinh, lại nhìn thật kỹ, lại không có gì cả, chỉ là đại sư huynh động tác, một bàn tay ôm lấy Thẩm Tiểu Đăng, thân thể của chính mình che ở nàng phía trước, cứ như vậy, Kỷ Phi Trần căn bản là vô pháp thấy rõ Thẩm Tiểu Đăng, như là cố ý ngăn cách bọn họ hai người giống như. Hắn lại hoảng hốt một chút, khẳng định lại là của hắn ảo giác. Đại sư huynh lên tiếng, Kỷ Phi Trần chần chờ một chút liền gật đầu đi trước rời đi. Đợi hắn đi rồi, Hỗn Nguyên Thần Quân thẳng khởi thắt lưng, ngữ khí nghe không ra cảm xúc, ngươi xem ánh mắt hắn cùng người khác không giống với. Thẩm Tiểu Đăng hơi kinh, thấy rõ lực kinh người. Nàng thản nhiên nói, chỉ là ở nhân gian gặp nhau, liền làm đồng bạn cùng nhau đến nơi đây thôi. Nói xong, nàng nhấc chân cũng hướng Tàn Kiếm Các đi đến. Nhìn Thẩm Tiểu Đăng bóng lưng, Hỗn Nguyên Thần Quân nhẹ nhàng thở dài, nàng xem ánh mắt hắn không giống như là đồng bạn, mà là so đồng bạn hơn coi trọng, lại có chút cảnh giác ánh mắt, hắn nhăn lại mày đẹp đầu, vừa rồi hắn không đồng ý nhường Kỷ Phi Trần tiếp xúc Thẩm Tiểu Đăng khi, kia nháy mắt sinh ra cảm xúc thật sự làm cho hắn xa lạ. Chờ Thẩm Tiểu Đăng hai người tới Tàn Kiếm Các, Kỷ Phi Trần đã đi vào trước. Thẩm Tiểu Đăng có thuần quân đương nhiên sẽ không lại đi tìm kiếm, nhưng vẫn là có điều tò mò, ở thế gia, gia tộc hội chuẩn bị tốt bội kiếm, hoặc là trực tiếp đang đấu giá hội chụp, mà thông thường tông môn bên trong, các đệ tử tìm bội kiếm cũng là bằng cơ duyên, Tàn Kiếm Các lý có tốt nhất kiếm cũng có phế liệu, toàn bằng vận khí. Người thường đều là tìm trong đó phẩm kiếm, không cần nửa nén hương công phu liền sẽ đi ra. Khả Kỷ Phi Trần đi vào, nhiều người bên ngoài đầy đủ đợi mau một cái canh giờ. Có người nghị luận nói Kỷ Phi Trần sẽ không là ngay cả sắc vụn đều tìm không thấy một phen đi, chỉ có Thẩm Tiểu Đăng biết là Kỷ Phi Trần số mệnh ở phát huy tác dụng, hắn tìm được là một phen tiên phẩm cấp kiếm. Mọi người châm biếm lời còn chưa dứt, Tàn Kiếm Các một trận dao động, linh khí lay động, chỉ thấy Kỷ Phi Trần kích động nắm một phen tiên phẩm cấp kiếm xuất ra, đại gia cực kỳ hâm mộ không thôi. Thuần dương đệ tử đều đầu đi hâm mộ ghen ghét ánh mắt, chỉ có Thẩm Tiểu Đăng cùng Hỗn Nguyên Thần Quân, hai người đều không có gì đặc biệt biểu cảm. Kỷ Phi Trần nắm kiếm tiên, hai mắt tinh lượng hướng Thẩm Tiểu Đăng giơ lên. Thẩm Tiểu Đăng đang muốn đáp lại, bên cạnh Hỗn Nguyên Thần Quân bỗng nhiên bay về phía Tàn Kiếm Các. Nguyên bản chú ý Kỷ Phi Trần các đệ tử thấp giọng hô, là đại sư huynh. Hắn cũng đi tìm kiếm. Đại sư huynh vốn cũng là năm nay nhập môn phái, nhân tu vi có thể so với thuần dương phái các phong chủ, hơn nữa trưởng môn yêu thích, sững sờ là nhảy trở thành đại gia đại sư huynh. Mấy tháng qua, của hắn thần tiên dung tư, trác tuyệt thiên tư sớm nhường chư đệ tử lòng sinh bội phục. Hiện tại hắn đi thủ kiếm, tuy rằng đại gia không biết là còn có cái gì kiếm có thể so sánh Kỷ Phi Trần rất tốt, nhưng vẫn là âm thầm toàn kính. Hỗn Nguyên Thần Quân rất nhanh sẽ xuất ra, cùng với mà ra còn có một tầng tầng tử khí. Toàn bộ thuần dương phái đều sôi trào. Là một thanh thượng cổ thần kiếm. Kỷ Phi Trần ngốc sững sờ, thanh kiếm này. Đại sư huynh, ngươi làm như thế nào? Hỗn Nguyên tùy ý hồi đáp. Thuận tay. Thuận tay. Thẩm Tiểu Đăng ách nhiên thất tiếu, đầu tiên một cái thuần dương phái Tàn Kiếm Các nơi nào đến thượng cổ thần kiếm. Kỷ Phi Trần có thể tìm được một phen kiếm tiên cũng là nguyên thư khai quải, mà Hỗn Nguyên thuận tay cầm một phen thượng cổ thần kiếm, sợ không phải thần kiếm chủ động bay tới. Ngươi đáng mừng hoan. Ta tặng cho ngươi. Nguyên bản sôi trào chư vị đệ tử đổ hấp một ngụm khí lạnh, này thần kiếm còn có thể nói đưa sẽ đưa, tò mò ánh mắt bay nhanh ở Thẩm Tiểu Đăng cùng Hỗn Nguyên Thần Quân trong lúc đó qua lại. Chẳng lẽ đại sư huynh gặp qua vị này nội liễm trầm mặc tân đệ tử? Ở dám vào tiên môn khi, đại sư huynh liền ngoại lệ mang đi nàng. Đại trường hợp đều gặp qua Thẩm Tiểu Đăng, ổn bộ mặt biểu cảm, nói. Không cần. Lại là một trận khiếp sợ tiếng động. Được rồi. Hỗn Nguyên thu hồi thần kiếm, tùy tay ném tới trữ vật túi trung, nhìn xem liên can nhân tâm đau không thôi. Tàn Kiếm Các sự tình rất nhanh sẽ truyền đến trưởng môn cùng các vị phong chủ trong lỗ tai. Đã sớm nhẫn nại không được hư dương phong chủ hỏi. Trưởng môn. Chúng ta thuần dương phái hiện tại tốt xấu là cũng là Kim Lân Cửu Châu thứ nhất đại phái, làm sao có thể như thế không quy củ. Hỗn Đại Hỏa cũng là đức hạnh, tu vi, thiên tư đều khá cao, nhưng là cũng không thể trực tiếp lướt qua chúng ta lướt qua trưởng môn, đem nhân gian tiểu tử trực tiếp mang vào bên trong môn đi. Một cái phong chủ cũng nói. Còn có kia thượng cổ thần kiếm cũng là kỳ quái, chúng ta Tàn Kiếm Các còn có kia chờ kiếm. Các vị phong chủ đều bắt đầu đại càu nhàu, nguyên nhân căn bản vô hắn, đại sư huynh lại lợi hại, cũng không thể bao trùm ở các vị sư tôn sư bá thượng a, lại đem chưởng môn phóng ở nơi nào. Yên tĩnh. Thuần Dương phái trưởng môn nâng chung trà lên, ẩn ẩn uống một ngụm mới nói. Tùy theo hỗn đại hỏa đi thôi. Trưởng môn. Cứ như vậy đi. Trưởng môn đứng dậy rời khỏi, lưu lại hai mặt nhìn nhau mọi người. Muốn nói mấy tháng tiền, Thuần Dương phái trưởng môn lần đầu tiên gặp được hỗn nguyên là ở nội viện, đầu tiên mắt, Thuần Dương phái trưởng môn đã biết này không biết từ nơi nào thanh niên cũng không phổ thông phàm nhân, muốn lại nhắc đến, là hắn Thuần Dương phái trèo cao này tòa đại sơn a. Đến buổi tối, tân tiến nội môn đệ tử đều là ở tại một khối, nhưng trưởng môn phong hạ, chỉ có 4 gã tân tiến đệ tử, phân biệt là đại sư huynh Hỗn Đại Hỏa, nhị sư huynh Dương Nhiên, tam sư huynh Kỷ Phi Trần cùng tiểu sư đệ Thẩm Tiểu Đăng, cũng đủ một người một gian. Thẩm Tiểu Đăng nhìn hai gian thừa lại trụ ốc, trong lòng vừa động, nói với Kỷ Phi Trần. Ngươi trước tuyển đi. Kỷ Phi Trần có chút thụ sủng nhược kinh, tiểu sư đệ, cũng là ngươi trước tuyển đi, ta da dày thịt béo, tuyển kia gian đều giống nhau. Muốn nàng trước tuyển cũng không chỗ nào, dù sao dựa theo nguyên đặt ra, vô luận nàng tuyển kia gian, Kỷ Phi Trần đều sẽ trụ nhập phổ thông nhưng là giấu giếm tiên đan phòng, tuy rằng nàng cũng không biết phổ thông một gian phòng vì sao lại giấu giếm thăng cấp dùng là tiên đan. Vậy này gian đi. Hỗn Nguyên thay Thẩm Tiểu Đăng tùy tay chỉ một gian. Thẩm Tiểu Đăng gật gật đầu. Đãi nàng trở ra, Kỷ Phi Trần nhếch môi cười, vùi đầu vào một khác gian phòng ở. Dương Nhiên tà liếc mắt một cái đại sư huynh, người kia tuy tốt nhưng theo nào đó góc độ mà nói cũng phi thường lạnh lùng, vì sao hội đối tiểu sư đệ vài phần kính trọng. Chẳng lẽ thật là... Dương Nhiên phút chốc ôm chặt bản thân. Đi vào giấc ngủ tiền, Thẩm Tiểu Đăng đụng đến ván giường có đột khởi, linh lực hơi đổi, ngụy trang liền dỡ xuống lộ ra một cái bạch ngọc đan bình. Đây là kia tiên đan. Thẩm Tiểu Đăng ánh mắt hiện lên một đạo u quang. Ngày thứ hai, Thẩm Tiểu Đăng ước Hỗn Nguyên ở ngọn núi cao nhất phía sau núi uống rượu. Tứ phương bàn trà, mã não chén trảng. Còn có Nhất Phong Nhã tiểu công tử. Hỗn Nguyên hơi nhếch lên khóe miệng, chỉ là khóe miệng còn chưa cao tăng lên khởi, liền sau khi nghe được mặt truyền đến một đạo chán ghét thanh âm, Tiểu Đăng, thật có lỗi ta đã tới chậm, đều do các sư huynh đệ phi quấn quýt lấy ta xem kiếm tiên. Kỷ Phi Trần thấy đại sư huynh lược cứng ngắc bóng lưng, cũng dừng một chút, lập tức nói. Nguyên lai sư huynh cũng tới rồi. Hỗn Nguyên mâu quang khẽ nâng. Chậm rãi ngồi ở Thẩm Tiểu Đăng bên trái, Kỷ Phi Trần ngồi ở phía bên phải. Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần sơn cảnh tiền, giữa hai người không khí có chút cổ quái, Kỷ Phi Trần cảm thấy cả người đều không thích hợp, Hỗn Nguyên thần quân càng là không thích hợp, Thẩm Tiểu Đăng không chút nào không cảm thấy chỗ nào không đúng, chỉ cảm thấy Hỗn Nguyên thần quân tính tình ôn hòa, đối Kỷ Phi Trần đổ có chút không giả sắc thái. Nói chuyện phiếm một phen sau, Thẩm Tiểu Đăng sáp. Nhập chính đề, nghe nói phía sau núi có linh thú thường lui tới, chúng ta không bằng đến so, ai trước bắt đến. Kỷ Phi Trần thật cảm thấy hứng thú. Hỗn Nguyên thần quân gật đầu, xem ra ngươi là thích linh thú, cũng đúng, Mao Nhung sờ đứng lên so lạnh như băng kiếm thoải mái. Vì thế ba người đồng thời xuất phát, tiến vào phía sau núi. Thẩm Tiểu Đăng vẫn chưa tìm kiếm, chỉ là ở chân núi chậm rãi chờ đợi. Cái thứ nhất xuất ra là Kỷ Phi Trần, liền như nguyên, hắn cư nhiên tìm được một cái tiên thú, có chút hưng phấn bôn chạy mà đến. Không cần một lát, phía sau núi đột nhiên kích khởi từng trận khói đặc, coi như vạn thú bôn chạy, Thẩm Tiểu Đăng tập trung nhìn vào, các loại tiên thú linh thú thần thú cái gì cần có đều có. Lúc này, Thẩm Tiểu Đăng rốt cục có thể xác định. Nếu nói Kỷ Phi Trần là số mệnh con, đi đều có thể điều bí tịch các loại thăng cấp, kia hạ giới Hỗn Nguyên thần quân chính là số mệnh bản vận. Tương tự lời nói, đại khái chính là số mệnh con hắn cha. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 64. Chặt chẽ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Xem ra, ở Hỗn Nguyên chân quân phân thân cùng Kỷ Phi Trần trong lúc đó, thiên đạo đã làm ra lựa chọn. Như vậy nàng sẽ không cần lại lo lắng Kỷ Phi Trần sẽ là chuyện xấu, áp ở Thẩm Tiểu Đăng trong lòng cuối cùng một khối đại thạch chuyển khai, nàng hơi mím môi, nhìn sau lưng đàn thú, nhẹ giọng nói. Xem ra trận này tỷ thí vẫn là đại sư huynh thắng. Kỷ Phi Trần có chút thất lạc, nhưng ở Hỗn Nguyên Thần Quân tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn vô pháp phát lên ghen tị chi tâm. Hỗn Nguyên Thần Quân nhìn nàng nói: "Ký vì tỷ thí, thắng thua sau có thể có thưởng cho." Thẩm Tiểu Đăng cười nói: "Đường Chân Tô Lạc như thế nào?" Nàng là ở nói U Lan Bàn Nhược Cảnh Việt. Hỗn Nguyên Thần Quân mừng tít mắt, dù sao cũng là hồi lâu phía trước chuyện, hắn còn tưởng rằng nàng đều cấp đã quên đâu. Trước mặt thần quân như ngọc như mài, khóe miệng khinh kiều, rất là thỏa mãn gật gật đầu. Kỷ Phi Trần có chút kỳ dị nhìn liếc mắt một cái đại sư huynh, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị thu mua sao. Hai người tới nhân gian. Thượng Vân Lâu. Tử lâu lâm giang mà kiến, bọn họ tọa ở ngoại vi, phóng tầm mắt nhìn lại có thể vừa xem giang cảnh. Bích canh cháo, đường chân Tô Lạc, hoa quế đường chân lịch phấn cao, như ý cao, các tường quả, trân châu phỉ thúy bánh trôi, tự nhiên còn có đường chân Tô Lạc. Tu chân vực giới nhân không thường ăn nhân gian đồ ăn, vừa tới là không hề linh khí mà đến là tuy tốt ăn nhưng có tạp chất, đối tu luyện cũng không có ích. Khả hai người này, Thẩm Tiểu Đăng hóa thần kỳ tu vi, sắp tới tu dưỡng đã tổ kiến khôi phục cao nhất tu vi, mà Hỗn Nguyên đương nhiên không thèm để ý điểm ấy việc nhỏ. Hỗn Nguyên nhấm nháp khi tư thái tao nhã nhã nhặn, nhưng động tác tuyệt không chậm, có chút thỏa mãn hỏi: "Nơi này làm điểm tâm ăn ngon thật, Tiểu Đăng ngươi là như thế nào tìm nơi này?" Thẩm Tiểu Đăng thủ một chút, nói: "Là ở một người quý phủ biết được." "Hỗn Nguyên Thần Quân, hiện tại người nọ đâu?" Thẩm Tiểu Đăng nói: "Đã chết." Hỗn Nguyên Thần Quân dừng lại động tác, không nói gì. Cuồn cuộn nước sông, triều khởi triều lạc, Thẩm Tiểu Đăng nhìn một mảnh bát ngát nước sông, từ từ nói: "Có đôi khi đi ở một con đường thượng thời gian lâu lắm quá dài, nhân thường thường hội quên bản thân vì sao lại bước trên cái kia lộ, hoài nghi bản thân có phải là làm sai rồi, ta cũng chỉ có thể căn cứ bản thân chủ tâm đến làm việc. Hiện thời, trừ bỏ muốn đi tranh ma vực nhìn xem đồ ngọc, nhìn xem Trường Việt ở ma vực hay không thật sự thành ma quân, nàng cũng không có nhiều hơn ý tưởng, ngày xưa cừu địch đều bị diệt trừ, nhưng là bọn hắn tử thời điểm, Thẩm Tiểu Đăng cũng không tưởng tượng bên trong vui sướng như vậy, mà là bình tĩnh. Tựa như cao tới đâu sóng gió cũng sẽ có bình tĩnh một ngày. Có lẽ loại này bình tĩnh mới là vĩnh hằng." "Tiểu Đăng." Thư lãng tiếng nói theo bên tai vang lên, Thẩm Tiểu Đăng quay đầu nhìn lại, rơi vào một đôi trong suốt lại rộng lớn con ngươi đen trung. Thần quân ngữ khí là từ không có quá ôn nhu, hắn nói: "Vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ đứng sau lưng ngươi, ưu ngươi sở ưu, tư ngươi đâm chiêu, yêu ngươi sở yêu." Sóng triều chụp ngạn, người trước mắt thần sắc nghiêm cẩn, tóc đen khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt tràn ngập chân thành tha thiết. Thẩm Tiểu Đăng cười mỉm, như bờ sông bên cạnh bị gió thổi động không biết danh hoa nhỏ. Hỗn Nguyên Thần Quân tinh thần đều động, cả trái tim áy náy mà khiêu, sắc mặt nhưng lại nhiễm lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu vùi đầu uống trà. "Ưu ngươi sở ưu, tư ngươi đâm chiêu, yêu ngươi sở yêu." Yêu. Trải qua thượng một chuyện, nàng cũng sẽ không thể đi yêu, bất quá nghe thế cái từ cũng không bài xích, trước kia đắm chìm ở hận trung, có lẽ tương lai, nàng có thể học tập như thế nào đi yêu. Hậu viện, Dương Nhiên đi tiểu đêm, bản mơ mơ màng màng lại thấy tiểu sư đệ cùng đại sư huynh hai người mới trở về. Tiểu sư đệ thấp giọng nói hai câu sau liền trở về phòng nghỉ ngơi, mà đại sư huynh nhưng vẫn đứng ở tiểu sư đệ ngoài cửa, che đậy mâu quan nhìn, cho đến khi tiểu sư đệ phòng trong dập tắt đăng, hắn mới mại khai bộ tử. Nhìn hắn phát hiện cái gì, Dương Nhiên trừng lớn mắt. Hai cái đại nam nhân đêm khuya về nhà liền tính còn niệm niệm không tha liền tính còn đứng ở ngoài cửa si chờ, nếu này cũng không tính yêu, tiểu sư đệ cùng đại sư huynh quả nhiên có nhất chân. Ngày thứ hai, Dương Nhiên chớp mắt, ý đồ ôm lấy Hỗn Nguyên bả vai, nói: "Đại sư huynh, ngươi khoảng thời gian trước được rất nhiều kỳ trân dị bảo trân khéo linh thú đi." Hỗn Nguyên thân hình lóe lên, cách Dương Nhiên bán trận khoảng cách, không quá gần không xa lắm, làm cho người ta cảm thấy cũng không mới lạ cũng sẽ không thể quá đáng thân cận. Đối với đại sư huynh đúng mực cảm, Dương Nhiên đã sớm rõ ràng, ở mặt ngoài cùng ai cũng khả giao hảo, nhưng luôn cảm thấy cách một tầng đám sương làm cho người ta thấy không rõ hắn. "Ân, có." Hỗn Nguyên đáp. Dương Nhiên ôm ngực nói: "Thực không dám giấu giếm, sư đệ ta hôm nay ngực hờn dỗi đoản, linh khí ngưng trệ, chỉ sợ cần ngươi kia ngẫu nhiên luyện ra cao giai linh đan tài năng hảo." Hỗn Nguyên minh bạch, lấy ra một lọ đan dược hào phóng đưa cho Dương Nhiên. Được đan dược, Dương Nhiên cười, lại gần nhỏ giọng nói. Yên tâm, ngươi cùng tiểu sư đệ trong lúc đó ta biết, ta sẽ giữ bí mật. Giám sát Hoàng Khắc Phong thượng các sư huynh đệ luyện kiếm. Đến ăn cơm thời gian, hai vị sư đệ vây đến Hỗn Nguyên bên người, sầu mi khổ kiểm nói. Đại sư huynh, của ta linh thú không biết vì sao chạy mất, làm sao bây giờ a? Tiếp qua một ngày, chúng ta linh thú phong sư tôn liền muốn kiểm tra rồi. Hỗn Nguyên nói. Có bao nhiêu dư, cấp. Khi sư đệ lập tức vui vẻ ra mặt, đa tạ đại sư huynh. Theo Hỗn Nguyên đến Thuần Dương phái ngày đầu tiên khởi, liền chứa nhiều vận khí, bên người bảo vật nhiều không đếm hết, cũng không chút để ý bộ dáng, nếu bọn họ không cần liền quên đi, muốn thông thường đều là sẽ cho. Một vị khác sư đệ cũng chạy nhanh nói. Đại sư huynh, ta cũng có một chuyện muốn nhờ, ngày gần đây Sơn Môn hạ yêu ma quấy phá, nhưng ta luôn luôn không có thuận tay binh khí. Còn không chờ hắn nói xong, nhất đạo thanh âm đột nhiên hoành. Cắm vào đến, vậy ngươi cầm trên tay là cái gì? Ba người quay đầu, phát hiện nguyên lai là mới tới tiểu sư đệ, nàng mặc Thuần Dương phái kim tuyến bạch y phục, ngọc quan thúc phát, khuôn mặt tuấn mỹ, nhất nhìn sang liền di không ra tầm mắt. Hỗn Nguyên trên mặt đẩy ra ý cười, Thẩm Tiểu Đăng bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, lại mắt lạnh đối kia đệ tử nói. Ngươi trong tay sử dụng kiếm, sẽ không tất lại hướng đại sư huynh mở miệng. Kia đệ tử sửng sốt, trước kia tìm đại sư huynh muốn này nọ làm lại đều là Trương Thủ liền đến, hôm nay bị Thẩm Tiểu Đăng vừa hỏi, hắn có chút xấu hổ muộn há miệng thở dốc, nói. Ta. Đại sư huynh nguyện ý cấp, can ngươi chuyện gì? Thẩm Tiểu Đăng xoay người, bọn họ nói khó xử không nhất định là thật, ngươi xác định cấp cho. Hỗn Nguyên nghiêng đầu, ta đây có nên hay không cấp, tiểu sư đệ ngươi định đoạt. Chỉ thấy hai cái đệ tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, ở bọn họ trong trí nhớ, đại sư huynh hòa ái dễ gần muốn cái gì cấp cái gì, nhưng nói với bọn họ ra, cho tới bây giờ đều sẽ không là một cái hoàn chỉnh câu, mà hiện thời, đại sư huynh cư nhiên hội đối này mới tới tiểu đệ tử nhiều lời như vậy, làm sao có thể không làm cho bọn họ kinh ngạc. Đã hắn nói như vậy, Thẩm Tiểu Đăng cũng không khách khí. Đương nhiên là không cho. Trong lòng cười, Hỗn Nguyên đối hai cái đệ tử nói. Không cho. Bị đại sư huynh cự tuyệt, hai cái đệ tử cũng không mặc lưu trữ, chạy nhanh che mặt rời khỏi. Đợi bọn hắn đi rồi, Thẩm Tiểu Đăng thở dài nói. Thần quân, ngươi vì sao muốn đem thứ thuộc về ngươi đều cho bọn hắn? Hỗn Nguyên thần quân hảo hảo nhớ lại một phen, mới nhớ tới đại khái nguyên nhân, một bộ nghiêm trang nói. Dương Nhiên là ngực buồn, còn có linh thú đã đánh mất, lập tức muốn tiến giai, kiếm không đủ phẩm giai. Thẩm Tiểu Đăng nói. Ngươi đều tin. Lần này Hỗn Nguyên thần quân lại hảo hảo suy tư một phen, bởi vì hắn thờ ơ tính hoặc không tin. Ngươi cũng quá hảo lừa. Ở bàn nhược u như cảnh di tích bên trong, Hỗn Nguyên thần quân cũng là như thế, có lẽ là vị cư tiên giới lâu lắm, không biết nhân gian hiểm ác, hoặc tu vi rất cao, không ngại này đó, nhưng Thẩm Tiểu Đăng là không thể chịu đựng được Hỗn Nguyên bị như vậy cấp thấp âm mưu lừa đổ. Hỗn Nguyên thần quân theo gật đầu nói. Đúng vậy. Thẩm Tiểu Đăng nhìn hắn, chúng ta đã hợp tác, ta sẽ giúp ngươi tiếp tục quan. Hỗn Nguyên thần quân nhếch lên khóe môi, nhẹ giọng nói. Hảo, đều từ ngươi tới quyết định. Vì thế, đại gia phát hiện đại sư huynh không bao giờ nữa trước đây đại sư huynh, hết thảy đều nhân bên người nhiều hơn một người. Người thông minh đều sẽ thừa dịp tiểu sư đệ không ở khi tìm hắn, không nghĩ tới là, đại sư huynh cư nhiên còn có thể ngoạn tâm cơ, sắc mặt nhạt nhẽo thậm chí mang theo ý cười, lại cố ý kéo dài thời gian, chờ Thẩm Tiểu Đăng đến đây sau, đột nhiên thay đổi một bộ lược ủy khuất sắc mặt. Tiểu sư đệ, hắn nói trong nhà mẫu thân sinh bệnh nặng muốn hoàn nguyên đan. Thẩm Tiểu Đăng hừ lạnh, bệnh gì cần một quả thượng phẩm còn nguyên đan đến trị. Không bằng quản gia mẫu mang đi lại, ta tự tay cho nàng trị. Đệ tử sợ tới mức nhất cơ trí, liền nói. Không cần hay là thôi đi. Thường xuyên qua lại, Hỗn Nguyên thần quân cùng Thẩm Tiểu Đăng càng là chặt chẽ không rời. Linh thú phong chủ mạnh vỗ một chút lưng ghế dựa, cả giận nói. Ngươi nói nhưng là thật sự. Trong điện quỳ nhất áo xanh đệ tử, hắn đầu nâng lên rõ ràng là bị cự tuyệt cái kia đệ tử, hắn lời thề son sắt nói. Tuyệt đối là thật, kia tiểu sư đệ ngày thường đến liền cùng đại sư huynh mắt đi mày lại, còn có đệ tử nhiều lần nhìn đến bọn họ đêm khuya trở về, còn không biết chạy đi đâu. Hắn ngữ điệu vừa chuyển, thử nói. Sư tôn, ngươi cũng nhìn đến bọn họ thường xuyên ở cùng nhau, không chút gì, ai tin a? Hảo. Phong chủ hai tay lưng ở sau người, ngươi đi xuống đi. Là. Phong chủ ánh mắt bắn ra ngoan quan, nghĩ rằng đến, muốn giáo huấn hai người còn không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Lần trước có phong chủ ở trưởng môn trước mặt nói hỗn đại hỏa không phải là, trưởng môn trong lời ngoài lời đều là giúp đỡ, không bằng trước lấy kia mới tới tiểu đệ tử khai đao. Hạ quyết tâm, hắn liền phái người thỉnh Thẩm Tiểu Đăng đến Linh Thú Phong một chuyến. Mà hắn đứng dậy lắc mình đi đến một chỗ dược điền. Nghĩ vẫn là quyết định trước lập cái ra oai phủ đầu, vì thế vung tay nhất chiêu, theo bốn phương tám hướng liền du ra vô số điều độc xà, lại ẩn nấp cho dược đồng ruộng, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản không phát hiện ra đến, chờ nàng vừa tới Nguyệt lên núi đỉnh khi, phong chủ nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Hắn mày lập tức dựng thẳng lên, xoay người đại a nói. Ngươi, như thế nào dám ở ta phái không hề chính phong, còn chưa nói xong, hắn ngây người, bởi vì đến nhân chẳng phải tiểu đệ tử mà là hỗn đại hỏa. Người tới một thân thanh quý, như dưới ánh trăng tiên nhân, thần tư làm người ta không thể nhìn thẳng. Là ngươi. Ta niệm ngươi là trưởng môn thân truyền đệ tử chưa thêm trách cứ, không nghĩ tới ngươi lại như thế gan lớn vô lễ, hôm nay ta liền muốn thay trưởng môn sư huynh hảo hảo giáo ngươi cái gì tên là trưởng ấu tôn ti. Hỗn Nguyên lững thững đi tới, dược điền thảo diệp ngộ chi không xúc, nếu dẫm nát trơn bóng tiên điện bên trong, phong chủ cũng không cận sững sờ. Lại nghe môi hắn hé mở, mâu quang thanh bần nói. Chớ chọc nàng. Phong chủ càng khí, nhất tiểu đệ tử ta còn chọc thật. Chỉ nghe chung quanh một trận tất tất cốt cốt thanh âm, đúng là hắn đưa tới độc xà đều ở hoạt động, hắn hơi kinh, rõ ràng hắn còn không có khống chế này đó thú loại, vì sao sẽ có dị động, rất nhanh hắn liền phát hiện không chỉ là dị động, vô số điều độc xà đều hướng hắn công tới. Không thể. Hỗn Nguyên lời ít mà ý nhiều, mâu sắc dần dần chuyển thâm. Trong nháy mắt cư nhiên liền đi tới phong chủ trước mặt, một cổ bức nhân linh áp khiến cho hắn không thể động đậy. Làm sao có thể? Không phải là chỉ có Nguyên Anh tu vi sao? Vì sao hắn lại cảm thấy một trận theo thần hồn chỗ run rẩy? Hỗn Nguyên mâu quan chạm đến, phong chủ cảm thấy một bàn tay nắm của hắn yết hầu, hắn hoảng sợ trừng lớn mắt. Cũng biết. Biết, đã biết. Phong chủ câm cổ họng, một tia lòng phản kháng đều không thể dâng lên. Hỗn Nguyên thu tay lại, lưu loát xoay người rời đi. Phong chủ rơi trên mặt đất, do có thừa kinh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65 Kinh Kinh Hải. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Ngày thứ hai, mật báo đệ tử bị trục xuất nội môn, trở thành ngoại môn đệ tử sau lại bị phái ra tu chân vực giới, 10 năm nội không được hồi thuần dương phái. Linh Thú Phong phong chủ bế quan tu luyện, gần 2 năm đều sẽ không xuất quan, Linh Thú Phong nhất mạch thanh thế nhất thời giảm xuống rất nhiều. Này đó Thẩm Tiểu Đăng hoàn toàn không biết, Linh Thú Phong phong chủ phái người kêu nàng, kết quả còn chưa đến gần đã bị Hỗn Nguyên ngăn lại, ngoại giới biến hóa như thế nào tự nhiên ảnh hưởng không xong nàng. Dần dần, phái nội đệ tử cũng biết này mới tới tiểu sư đệ địa vị không tha khinh thường, đắc tội nàng so đắc tội đại sư huynh đáng sợ hơn. Trước kia như có như không quấy nhiễu, cái này triệt để bình tĩnh trở lại, Thẩm Tiểu Đăng cũng càng thêm tập trung tinh lực khôi phục tu vi. Cùng lúc đó, ở Thẩm Phù Diêu trên người cũng phát sinh kỳ ngộ, chỉ là không có kỹ phi trần ở một bên, kỳ ngộ có lẽ liền biến thành điều xấu. Từ Thẩm Tiểu Đăng thoát đi Vân Trạch Tiên Phủ hết thảy liền thay đổi, đầu tiên là phụ thân đại nhân bị quan nhập từ đường, lại là Tinh Chiêu biểu ca cũng không quản quá nàng. Mà chính nàng cũng đối Vân Trạch Tiên Phủ đối Thẩm gia cũng thất vọng thấu, vì thế Thẩm Phù Diêu cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là Trường Việt. Nàng đi trưởng thị tiên môn, Trường Việt lại đóng cửa không thấy. Đợi vài ngày, Trường Việt mới đưa nàng đưa một thân cây hạ, cũng không xem nàng, chỉ là bắt tay đặt ở trên cây, mâu quan bán cuối. Thẩm Phù Diêu gọi hắn Trường Việt ca ca, hắn cũng không đáp lại, chỉ là câm thanh âm nói. Phù Diêu, về sau ngươi cũng chỉ là ta muội muội. Trong lòng nàng kinh hãi, đây là cái gì ý tứ? Thẩm Phù Diêu còn tưởng hỏi lại thấy Trường Việt buông xuống một tay kia lý nắm một đồ vật, đúng là một cái xanh ngọc kiếm tuệ. Lần đầu hồi Vân Trạch Tiên Phủ nàng chỉ biết, Thẩm Tiểu Đăng bóp nát không bao lâu nàng tự tay đưa cho Trường Việt Kiếm Tuệ, nếu bóp nát, vì sao sẽ xuất hiện Trường Việt ca ca trong tay? Chẳng lẽ là Trường Việt ca ca một lần nữa làm Kiếm Tuệ? Bất kể là kia loại khả năng, Thẩm Phù Diêu cũng biết, Trường Việt ca ca trong lòng đã có những người khác. Nước mắt theo bên má nàng ngã nhào, nhưng là rốt cuộc gọi không dậy nổi người nọ đau lòng thương tiếc. Nàng thất ý đau lòng, say mê cho bí cảnh thăm dò, tu vi cũng càng ngày càng cao, nhưng là Thẩm Phù Diêu vẫn là rất cô độc, tu chân vực giới thích nàng nhân không ở số ít, đều so ra kém Trường Việt, thậm chí ngay cả cái kia ma tộc cũng không như. Nghĩ đến Ân Từ, Thẩm Phù Diêu ngực nhất nóng, liền thử triệu hồi Ân Từ, nhìn đến kia bóng đen một khắc, Thẩm Phù Diêu vui sướng vạn phần, nhưng nhìn đến Ân Từ bên người nhân, Thẩm Phù Diêu chỉ biết cũng không hội như trong lòng nàng suy nghĩ. Sau lại ở thần cung nhìn thấy người nọ, Thẩm Phù Diêu kinh hồng thoáng nhìn, chưa bao giờ gặp qua như thế thần tiên nhân vật, cho dù là Trường Việt ca ca cùng Ân Từ cũng không kịp hắn, nhưng là nàng không nghĩ ra, vì sao đồng thời nhìn thấy hắn, trong mắt hắn chỉ có tỷ tỷ. Cái kia chịu vô tận sủng ái Thẩm Phù Diêu chậm rãi đã cách nàng mà đi, nàng hiện thời không có gia tộc che chở, cũng không Trường Việt yêu thương, ma tộc âm thầm hỗ trợ, cố tình liền ngay cả nàng vẫn làm kiêu ngạo thiên tư trải qua năm tháng, cũng trở nên tha ma đục ngầu. Dứt khoát, nàng vận khí không sai, còn có thể dò hỏi bí cảnh, không ngừng gia tăng tu vi. Chỉ là vận khí cũng có dùng hoàng một ngày. Nghe nói quỷ vương một chuyện, nàng có chút tò mò, liền sờ soạn đi đến nghe đồn trung địa cung chỗ Mai Cốt Mồ. Lại ngoài ý muốn mở ra địa cung cấm chế kết giới, chôn giấu ở phía dưới ngàn vạn quỷ sai đều theo địa hạ bay xuất ra, trong khoảng thời gian ngắn, Mai Cốt Mồ như mây đen tế nhật, nhưng lại không thấy một tia quang minh. Thẩm Phù Diêu thấp giọng kinh hô, tránh ở nhất cột mốc biên giới hạ hai tay ôm đầu, liền tính nàng có ngốc, cũng biết bản thân phạm kiện chuyện sai. Này quỷ sai bản từ nhân biến thành, hiện tại mất đi rồi. Triều Ngọc Kinh nắm cái kia dây thừng, dương nanh múa vuốt liền đánh về phía tu chân vực giới. Nguyên bản liền bị thương tu chân vực giới như một cái đợi làm thịt dê béo. Chưởng môn, đương nhiên bọn họ đã trở lại. Chỉ là câu nói kế tiếp chưa nói xong, người phía sau liền bị nâng trở về. Bị thương nặng nhân bị nâng đi lên, trên người bác đại chỗ giới có kiếm thương, nhìn kỹ dưới, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, càng đáng sợ là kiếm thương phía trên còn phúc một tầng dày đặc quỷ khí, nhưng miệng vết thương khó có thể khép lại. Chưởng môn gặp Dương Nhiên thảm trạng, xuất ra nhất bình ngọc, cấp Dương Nhiên uy đụng còn nguyên đan, như thế Dương Nhiên hô hấp mới dần dần vững vàng. Nếu muốn khôi phục đến từ trước khả năng phi 1-2 ngày có thể làm đến, ở thuần dương phái Dương Nhiên đã là đáng chú ý, lần này xuống núi lại bị như thế trọng thương có thể thấy được sơn hạ tình huống có bao nhiêu nguy hiểm. Chưởng môn. Dương Nhiên khôi phục khí lực, mới mở miệng nói chuyện. Chưởng môn thở dài. Trước nghỉ ngơi đi, tu dưỡng mấy ngày lại nói. Nhưng Dương Nhiên lại kiên định lắc đầu, không được a, sư tôn, toàn bộ tu chân vực giới một ngày đều chờ không xong. Chưởng môn nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồi tưởng khởi xuống núi nhìn đến hết thảy, Dương Nhiên mắt lộ ra sợ hãi, run run thanh âm nói. Là kiếp số, là toàn bộ tu chân vực giới, là sở hữu phàm nhân tu sĩ kiếp số. Rốt cuộc như thế nào? Chẳng lẽ là ma vực đột nhiên làm khó dễ, linh ma chi tranh cũng không phải không đánh quá, không phải sợ. Không phải là ma tộc. Dương Nhiên trừng lớn mắt, không phải là ma tộc, là quỷ. Là mất đi quỷ vương quỷ sai, bọn họ đều là đạo quân cũng có vô cùng, bọn họ hấp thụ nhân chi oán oán hận khí, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không ai có thể ngăn được, bọn họ không phải là nhân không phải là ma, thầm nghĩ chiếm lĩnh tu chân vực giới, đem sở hữu địa phương đều biến thành khôn cùng địa ngục a. Dương Nhiên nằm vật xuống ở trên giường, lẩm bẩm nói. Đây là diệt thế. Thẩm Tiểu Đăng cũng nghe nói địa cung mở ra tin tức, hiện tại tu chân vực giới chỉ sợ ở nước sôi lửa bỏng trung. Nàng đứng ở bên hồ, xuất thần nhìn mặt hồ, trạm lam mặt nước ảnh ngược thật dày tầng mây. Tiểu Đăng. Hỗn Nguyên thần quân đi đến nàng bên người. Hỗn Nguyên. Yên lặng cùng nàng nhìn một hồi hồ nước, một cái hồng vĩ cẩm lý chậm rãi bơi đi lại, rồi lên mặt nước, phun ra một cái tiểu cô lỗ phao, rất là đáng yêu. Này cẩm lý là cảm giác được khí tức của ngươi mới lội tới sao? Thẩm Tiểu Đăng nói, động vật nhưng là so nhân cũng có sinh mệnh bản năng. Hỗn Nguyên Thần Quân xem liếc mắt một cái kia Tiểu Ngư Nhi, nhẹ giọng nói. Có lẽ là cho ngươi mà đến đâu. Ta. Thẩm Tiểu Đăng tự giễu cười. Thần Quân nói. Quá không lâu, trưởng môn chắc chắn phái chúng ta xuống núi, đây là toàn bộ tu chân vực giới hạo kiếp, không người có thể trốn. Thẩm Tiểu Đăng nói. Ân, đã là kiếp số, liền tính đổi một loại phương thức, nên đến hay là muốn đến. Hỗn Nguyên Thần Quân, vậy ngươi muốn đi sao? Thẩm Tiểu Đăng nhìn về phía nàng. Hỗn Nguyên Thần Quân giấu kín cười, mâu quan nghiêm cẩn, chỉ cần ngươi không nghĩ lây dính việc này, không muốn lại cứu tu chân vực giới nhân, ta đều có thể giúp ngươi, phi thăng tiên giới cũng là trong nháy mắt sự tình. Chuyện này đối với Thẩm Tiểu Đăng mà nói là kiếp nạn cũng là cơ hội, nhưng là chỉ cần là Thẩm Tiểu Đăng không nghĩ làm việc, quản hắn thiên hạ như thế nào. Ta cũng không biết. Thẩm Tiểu Đăng lần đầu xuất hiện do dự vẻ mặt, người khác sinh tử lại cùng ta hà quan, chỉ là. Có lẽ ngươi đến lúc đó có thể quyết định. Ân. Chính như Hỗn Nguyên theo như lời, rất nhanh trưởng môn liền triệu tập môn hạ mọi người xuống núi, hiện tại đã đến sinh tử tồn vong là lúc, bọn họ Thuần Dương phái cũng không thể không đếm xỉa đến. Thẩm Tiểu Đăng đi theo đại sư huynh một đội nhân ra Thuần Dương, rất nhanh liền đi đến sơn hạ người gần nhất thành trấn Trung. Xa xa xem liền cảm thấy không thích hợp, âm hắc ma khí bao phủ thành trấn, nhất cổ áp lực cảm giác làm bọn hắn này đó tu sĩ cảm thấy trầm trọng. Nhát gan các đệ tử Hổ Thị liếc mắt một cái, đều theo đối phương thấy được ý sợ hãi. Mấy tháng trước, thành này trấn còn náo nhiệt vô cùng, người đến người đi, nhưng là hiện tại một mảnh yên tĩnh, nghiễm nhiên biến thành quỷ thành. Bọn họ lùi bước khi, Thẩm Tiểu Đăng mấy người đã đi đến tiến vào. Gió thu hiu quạng, người ở hiếm thấy, rộng lớn trên đường chỉ có mai đầu chạy ra thành nhân, chỉ có bọn họ này đó tu sĩ đệ tử mới đi vào bên trong, vài cái bạch đèn lồng bắt tại bên đường, thấy thế nào sấm nhân. Bọn họ Thuần Dương phái đệ tử mặc chỉnh tề trang phục, sắc mặt trắng nõn, đều nắm trường kiếm, dẫn tới trong thành còn sót lại người sống ghé mắt. Đột nhiên, một cái lão phụ nhân ôm một cái tiểu cô nương vọt ra. Ai? Các ngươi nhưng là Thuần Dương phái tiên trưởng. Vị kia lão phụ nhân khuôn mặt đau khổ. Thẩm Tiểu Đăng thản nhiên nói. Là, lão nhân gia ngươi liệu có cái gì sự? Kia lão phụ nhân hô lớn. Các vị tiên trưởng, xin hỏi, có không đem ta cháu gái đưa các ngươi trên núi đi? Nàng cha mẹ đều vong, ta nhất lão bà tử, nơi nào có thể mang nàng tránh thoát này ma quỷ? Liền tính trốn hôm nay, ở loạn thế bên trong, này tiểu cháu gái có thể sống đến vài năm nữa. Van cầu các vị tiên trưởng. Nói xong, nàng sinh sợ bọn họ không đáp ứng, vội vàng đại giữa lộ dùng sức dập đầu. Thật đáng thương a. Bọn họ chính phái đệ tử đều có lòng trắc ẩn, một người mở miệng nói. Đáng tiếc chúng ta nội môn đệ tử không thể tùy tiện vào nhân, nhưng là đi ngoại môn làm cái kêu món ăn trồng hoa, trưởng môn hẳn là không hội nói cái gì. Lão phụ nhân vừa nghe, khỉ liên tục dập đầu, đem bên cạnh tiểu cô nương hướng bọn họ bên kia thôi, nhanh đi nhanh đi. Ngay tại tiểu cô nương tỉnh tỉnh mê mê hướng bọn họ đi qua khi, theo bốn phương tám hướng đột nhiên lao ra rất nhiều cảnh tượng bi thảm nhân, nhưng bọn hắn cũng không phải tới thương hại bọn họ, mà là đều cướp đem thân sinh người thân hướng bọn họ trong tay đưa. Trong khoảng thời gian ngắn ai thanh nổi lên bốn phía, bọn họ mặc rách nát quần áo, lưu nước mắt, đều cứu bọn họ nhận lấy bọn nhỏ. Nếu nói phía trước chỉ cảm thấy tòa thành này thật thảm, kia hiện tại đó là nhìn thấy ghê người, là có nhiều tuyệt vọng nhiều khó khăn, mới có thể đem bản thân đứa nhỏ tiễn bước. Một cổ trọng áp đặt tại bọn họ trong lòng, bọn họ có thể cứu hạ vừa mới cái kia nữ hài, có thể đã đi xuống tòa thành này đứa nhỏ, vậy bọn họ có thể cứu hạ toàn bộ Kim Lân Cửu Châu người sao? Tiếng khóc không có ngừng, Thẩm Tiểu Đăng nhìn bọn họ thâm hít sâu một hơi. Có đôi khi có một số việc, có lẽ nàng căn bản không có lựa chọn. Thuần Dương phái các đệ tử chân tay luống cuống khi, trong thành đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú, này thanh âm giống như thú giống như ma, gọi người hoảng hốt, tụ tập ở bọn họ trước mặt thành dân nhóm quá sợ hãi, ngay cả kêu lên. Là bọn hắn, là đám kia quỷ tướng, bọn họ giết qua đến đây, chạy mau a. Mọi người tan tác như ong vỡ tổ khai, bay nhanh hướng ngoài thành chạy tới. Mà thừa lại các đệ tử cũng ngưng thần nín thở nhìn về phía thanh âm truyền ra đến địa phương, lúc ban đầu là một cái quỷ sai cưỡi ngựa đi ra, bọn họ trong lòng hơi định, ngay sau đó một đám quỷ đầu đều xông ra, một cái cao ước 3 trượng cả vật thể màu đỏ lão hổ điệu mấy khối tàn thịt, cũng đi ra. Phổ thông thuần dương phái đệ tử kia gặp qua này trận trận, không khỏi nhất thời kinh hãi không thôi. Giờ phút này, nhiều lời vô ích. Hỗn Nguyên Tất cao giọng nói. Kết trận. Bọn họ thuần dương phái đệ tử nhất tề xuất động, phân biệt đứng ở Thiên Cương Bắc, hai tay cầm kiếm, linh khí đồng thời theo trường kiếm trung đẩy dời đi, kết xuất một tấm võng lớn, kia cự võng hướng quỷ sai nhóm đánh tới. Một phần thực lực thấp kém quỷ sai bị này linh võng võng trụ, chỉ có thể thúc thủ chịu trói, mà có mấy cái quỷ sai lại nhanh chóng xuất kiếm, một lần phá tan linh võng, đảo mắt là được tới bọn họ trước mặt. A, khoái thượng, giết bọn họ. Thuần dương phái đệ tử đều liền xông ra ngoài. Nhưng là, này đó quỷ sai cùng tu sĩ cùng ma tộc đều không giống với, bọn họ không ngại vô hỉ, không có cảm tình, chỉ có giết hại. Thuần dương phái đệ tử gặp được bọn họ nơi nào có thể càng đấu quá. Mắt thấy sắp bị giết, Thẩm Tiểu Đăng chỉ có thể gọi ra thuần quân cự kiếm, hạo nhiên chính khí đột phá phía chân trời, thế nhân người, có lẽ có nhân chưa từng thấy Thẩm Tiểu Đăng bộ dạng, nhưng không ai hội không biết thuần quân, Vân Trạch tiên phủ chí bảo, thuần quân lão tổ phi thăng tiên giới duy nhất lưu lại tiên khí. Là thuần quân. Nang, chẳng lẽ tiểu sư đệ là... Thừa lại lời nói thật sự quá mức khiếp sợ, bọn họ ai đều sẽ không nghĩ đến, ngày đêm ở chung phổ thông tiểu sư đệ sẽ cùng Thẩm Tiểu Đăng liên hệ ở cùng nhau. Một kiếm phong hầu, phổ thông nguyên anh cấp bậc quỷ sai đều không phải là đối thủ của Thẩm Tiểu Đăng, nhưng là đến hóa thần cảnh giới quỷ tướng tất nhiên không thể dễ đối phó. Ta giống như thấy quá ngươi. Khi quỷ tướng giận mặt trắng, hình dạng khủng bố, quên đi, sát chi. Thẩm Tiểu Đăng cũng không vô nghĩa, đề thân xông lên phía trước. Hỗn Nguyên Thần Quân cũng nắm kiếm phi thân mà đi, chỉ là thân thể tu vi cận đến nguyên anh kỳ, có thể giúp đỡ chiếu cố rất có hạn. Hai cái hóa thần kỳ vô cùng chiến ở cùng nhau, chúng đệ tử rốt cục có thể xác định thân phận của Thẩm Tiểu Đăng. Chỉ là Thẩm Tiểu Đăng vừa khôi phục tu vi, cùng đối phương đánh lên có chút cố hết sức, cuối cùng nhất kích mới thanh trường kiếm vừa chuyển, tước điệu này chết đi vô cùng đầu, nàng hít sâu một hơi mới chậm rãi thu hồi kiếm. Cẩn thận! Thẩm Tiểu Đăng quay đầu, đã thấy Hỗn Nguyên phát thân đi lại, đem nàng chắn tại thân thể hạ, còn chưa phản ứng đi lại, vừa rồi con quỷ kia hổ phúc chốc cắn trúng Hỗn Nguyên Thần Quân thân thể. Đại sư huynh! Thuần dương phái đệ tử kinh hô, cắn răng dẫn theo kiếm đem con quỷ kia hổ chém giết. Một giọt nóng bỏng huyết giọt ở Thẩm Tiểu Đăng trên mặt, nàng kinh ngạc xem Hỗn Nguyên, thấy sắc mặt hắn như tờ giấy trương thông thường bạch, thân thể không ngừng chảy ra máu tươi. Ngươi! Thẩm Tiểu Đăng thanh âm khàn, nàng vội vã lấy ra một viên đan dược, Hỗn Nguyên nắm giữ tay nàng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngươi có biết của ta chân thật thân phận, không có việc gì, này tấm thân thể đã chết, thần hồn của ta hội tự động trở lại tiên giới, chỉ là tạm thời không thể chiếu cố ngươi. Thẩm Tiểu Đăng lắc đầu, ngươi vì sao phải cứu ta? Còn dùng thân thể của chính mình ngăn trở, hắn là thần quân mà nàng chỉ là cái tu sĩ. Hỗn Nguyên Thần Quân nắm nàng mềm mại thủ, câu môi cười, bởi vì ngươi không thể chết được, ta còn chờ cùng ngươi đồng thường thiên hạ mỹ thực du tẩn cảnh đẹp, ta một người thật sự. Rất tịch mịch. Thẩm Tiểu Đăng dương mắt nhìn hắn. Này tấm thân thể dần dần mất đi hô hấp, nhất chúng đệ tử phát đi lên khóc lớn. Nhìn Hỗn Nguyên Thần Quân nhắm lại lông mi, hắn khuôn mặt trầm tĩnh tựa như đang ngủ thông thường, Thẩm Tiểu Đăng đáy lòng không hiểu dâng lên một cổ lệ khí, nàng chậm rãi buông thân thể hắn, nắm thuần quân đứng lên, thấp giọng nói. Các ngươi dẫn hắn hồi thuần dương phái, hảo hảo an táng. Tiểu sư đệ, ngươi muốn đi đâu? Thẩm Tiểu Đăng ngẩng đầu nói. Ma vực. Bóng đêm u tĩnh. Nam diện U Minh cung đèn đuốc sáng trưng, bất chợt có làm việc ma tộc theo U Minh cung xuất ra, cảnh tượng vội vàng, tàn màu xám trên bầu trời, một con chim lớn lướt đi mà vào, rơi trên đất khi biến thành một cái hắc bào nhân, người nọ mai đầu lập tức đi vào trong cung. Nguyên bản rộng lớn trống trải U Minh cung hiện tại bày đầy bộ sách, công văn thượng, tóc đen nữ tử đang ở bộ sách thượng làm phê bình chú giải. Đồ Ngọc đại nhân. Hắc bào nhân quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ. Đứng lên đi. Đồ Ngọc buông thư, lộ ra một trương yên lặng khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi. Thế nào? Hắc bào nhân nói. Tìm hiểu đến. Nói xong hắn đem trong tay dài thư quyển dường như trang giấy đặt ở Đồ Ngọc diện tiền công văn thượng. Đồ Ngọc mở ra tinh tế xem xong sau mới nói. Rất càng rỡ, cái này tu chân vực giới khó tránh khỏi một hồi sinh linh đồ tháng. Hắc Bào Nhân nói. Đúng vậy, đều do kia cả gan làm loạn nữ tử. Ngươi nói Thẩm Phù Diêu. Kia nàng hiện tại thế nào? Còn có thể thế nào, tất nhiên là ở lại tu chân vực giới nỗ lực kháng địch chuộc tội. Bất quá, tu chân vực giới nhân không nhất định có thể tha thứ nàng. Đồ Ngọc nhếch lên khóe miệng, đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, hy vọng lần này tu chân vực giới nhân không cần lại đầu óc không thanh tĩnh, nàng làm sao có thể so được với ma thần đại nhân. Nhớ tới Thẩm Tiểu Đăng, Đồ Đôi Môi giác đè xuống, nàng nghĩ nhiều cũng ra ma vực tìm nàng, nhưng là ma vực sự tình thật sự nhiều lắm, lại tới nửa cái trường Việt, nàng căn bản vô pháp tránh ra. Ngươi đi xuống đi, có tin tức gì sẽ trở lại nói với ta. Là. Hắc Bào Nhân lại theo U Minh Cung bay đi ra ngoài. Rèm cửa sổ khẽ nhúc nhích. Đồ Ngọc nâng mi lạnh lùng nói. Ai? Gió đêm nhập điện đến, tầm mắt trong phạm vi, một đạo màu đen thon dài thân ảnh từ từ đến gần, Đồ Ngọc con ngươi càng tỉnh càng lớn, cuối cùng trong tay giấy trang lạc đầy đất đều là. Muốn nói ma vực vị này Đồ Ngọc đại nhân, yêu nhất thư tiết thư, đừng nói đem trang sách ném tới trên đất, liền tính dính vào một giọt thủy cũng đau lòng không thôi, nhưng là hiện tại, nàng trong ánh mắt kia xem tới được thư A, trong ánh mắt nàng toàn là một cái tóc dài như mực, sắc mặt như bạch ngọc thanh nhã tuyệt sắc nữ tử. Đồ Ngọc hoắc một chút đứng lên, kinh hỉ kêu lên. Ma thần đại nhân. Thẩm Tiểu Đăng xem nàng liếc mắt một cái, nói. Đồ Ngọc, ngươi trưởng thành. Một câu đơn giản lời nói, Đồ Ngọc nháy mắt đỏ hốc mắt. Hai người ôn chuyện sau, bước chậm ở ma vực phía trên, phía dưới có rất nhiều trảng đèn sáng, lại rất thiếu nghe thấy thét chói tai tiếng gầm gừ, Đồ Ngọc cúi mâu nói. Tuy có ước thúc, nhưng ma tộc dù sao bản tính khó sửa đổi, ma thần đại nhân, ta luôn luôn tại nỗ lực, hiện thời cũng coi như không có nhục sứ mệnh. Thẩm Tiểu Đăng nói. Ngươi đã làm rất khá. Đồ Ngọc vừa muốn khóc, nhưng là nàng không phải là năm đó cái kia tiểu cô nương, hiện tại khóc bao nhiêu có chút dọa người, càng không cần nói là ở Thẩm Tiểu Đăng trước mặt. Nàng nức nở nói. Ít nhiều ma thần đại nhân, bằng không ai có thể tin tưởng ma vực sẽ biến thành hôm nay bộ dáng đâu. Thẩm Tiểu Đăng phất tay áo, xua đi ma vực trên không các nàng dưới chân bụi vân, nói. Nhưng này chút địa cung chi quỷ sớm hay muộn hội đánh tới ma vực đến. Đồ Ngọc cả kinh, ma vực. Làm sao có thể? Thẩm Tiểu Đăng nói. Lúc trước Triều Ngọc Kinh nghĩ tới chính là diệt thế, này thế bao gồm không chỉ có chỉ là tu sĩ, còn có ma còn có phàm nhân, hắn muốn là hết thảy đều trọng khải. Đồ Ngọc vỗ tay một cái chưởng, giọng căm hận nói. Này Triều Ngọc Kinh thật sự là đáng giận, đã chết cũng không làm cho người ta sống yên ổn. Thẩm Tiểu Đăng lông mi dài khẽ run, thấp giọng nói. Nhưng là cuối cùng hắn dùng thần hồn của tự mình đã cứu ta. Trong lòng thất kinh, Đồ Ngọc nhìn về phía Thẩm Tiểu Đăng, dè dặt cẩn trọng hỏi, kia. Ma thần đại nhân là đồng tình hắn. Cũng không phải, chỉ là cảm thấy tạo hóa trêu người. Thẩm Tiểu Đăng nói. Không nói hắn, đều lâu như vậy làm sao ngươi vẫn là bảo ta ma thần. Đồ Ngọc ngưỡng mặt cười, bởi vì ngươi chính là A. Nàng lại nói. Chúng ta đây khi nào dẫn nhất chúng ma tộc tấn công địa cung? Thẩm Tiểu Đăng nói. Ngày mai. Đồ Ngọc lanh lợi gật đầu, lại nghĩ đến cái gì, rối rắm nhíu mày, nói. Nhưng là ma vực có một nhóm người không nghe của ta a, đều là phía bắc Trường Việt nhân. Lần trước Thẩm Tiểu Đăng cùng Triều Ngọc Kinh đại chiến sau, Trường Việt mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng cũng chưa chết, hắn thản ngôn trên người có một nửa ma tộc huyết, hơn nửa trưởng thị bị hủy, tu chân vực giới không có của hắn dung thân chỗ, vì thế hắn liền đi tới ma vực, rất nhiều ma tộc tin của hắn ma quân thân phận, hơn nửa Trường Việt có mấy đem bàn chải, vì thế bên người có bao nhiêu trung tâm tùy tùng. Phát triển đến nay, có thể nói ma vực có hai vị cường giả, một cái là Đồ Ngọc một cái đó là hắn. Đem thế cục tế nói tỉ mỉ sau, Đồ Ngọc có chút buồn rầu nói. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn muốn trước giết Trường Việt, nhưng là rất tốn thời gian gian. Không phải giết ta. Hơi trầm xuống mang điểm khàn khàn thanh âm theo mây mù hậu truyện đến, người nọ chậm rãi đi tới, ta bản thân đưa lên cửa. Một đầu màu bạc sợi tóc ở bầu trời đêm lý như là tuyết, hắn mặc thâm màu đen ngoại bào, mặt mày như viễn sơn, một điểm lệ chí tựa như vô tình lại tựa như thâm tình, hắn tầm mắt dừng ở Thẩm Tiểu Đăng trên người lại thu trở về. Ta cũng nguyện ý cùng ma tộc cùng đi ra ngoài chống đỡ quỷ tộc. Đồ Ngọc kinh ngạc nhìn về phía hắn, lại nhìn Thẩm Tiểu Đăng, trong lòng hiểu rõ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 Chung chiến. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Kim Lân Cửu Châu thổ địa giấy lên vô số đại hỏa, huyết tinh chính một chút bao trùm khắp đại địa. Ở tuyệt vọng thời điểm, một tin tức trong khoảnh khắc truyền khắp tu chân vực giới, kia đó là Thẩm Tiểu Đăng xuất hiện. Cho tới bây giờ nàng là duy nhất một cái có thể chống lại quỷ tộc nhân, huống chi nàng còn giết quỷ vương Triều Ngọc Kinh, ngay cả quỷ vương đều có thể đả bại, đối phó địa cung này đó quỷ tộc khẳng định cũng có biện pháp, có nàng ở đó là hy vọng, nhưng là còn chưa chờ đại gia cao hứng đứng lên, lại có người nói Thẩm Tiểu Đăng tiêu thất. Đi đâu vậy? Rất nhanh, mọi người sẽ biết, Thẩm Tiểu Đăng phải đi ma vực, còn mang theo vô số ma tộc đi đến tu chân vực giới, một đường hướng Mai Cốt Mồ tiến đến, nghe nói là mang ma tộc đuổi tà ma tộc. Nghe được tin tức này, tu chân nhân sĩ vô không kinh ngạc, Thẩm Tiểu Đăng bọn họ là hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là ma tộc. Vậy muốn đánh cái trước thật to dấu chấm hỏi, hung tàn hiểm ác ma tộc, làm sao có thể làm cho người ta yên tâm? Do có tham dự quá ma linh đại chiến tu sĩ, ông Kiếm nói. Sớm nói này Thẩm Tiểu Đăng sát quỷ vương có công, nhưng cùng ma tộc cấu kết cũng là như đinh đóng cột chuyện, chẳng lẽ ma cùng quỷ còn muốn phân cái cao thấp? Ta xem a, đều không đáng giá tín nhiệm. Đối với này loại ngôn luận, Luyện Gia Tiểu Thiếu Gia cười nhạt, Thẩm Tiểu Đăng đánh với Triều Ngọc Kinh một trận sau, hắn liền triệt để thành Thẩm Tiểu Đăng fan, kể từ khi biết Thẩm Tiểu Đăng dẫn ma tộc xuất phát đi Mai Cốt Mồ, cũng dẫn chứa nhiều tu sĩ đi trước trợ trận, hơn nữa lên tiếng, trợ nàng giả được với ngàn linh thạch. Đồng thời, mắt thấy mê muội tộc đi ngang qua Gia Môn cũng không quấy rầy nhân cũng chậm chậm đứng ở Thẩm Tiểu Đăng bên này. Muốn cùng phía trước mấy đại thế gia so sánh với, ta tình nguyện tin tưởng ma tộc. Phi. Đều khi nào thì, còn tại ăn chút linh ma có khác bộ này củ rích gì đó, quản hắn là nhân là ma, không bằng cùng nhau kháng địch. Nói là, vì quét sạch thiên địa, ta nguyện ý cùng ma tộc cùng nhau chiến đấu. Ở diệt thế tai ương trước mặt, còn có cái gì thành kiến không thể thả hạ, trong khoảng thời gian ngắn, tu chân vực giới tình cảm quần chúng kích động. Thẩm Tiểu Đăng thuần quân cự kiếm phân ra một mảnh ám sát thiên địa, phá vỡ địa cung chướng khí. Phía sau ma tộc nghe răng trợn mắt nhìn chằm chằm phía trước. Mà nàng bên người bên trái đứng Trường Việt, bên phải đứng Đồ Ngọc, 12 ma tướng chỉ chờ Thẩm Tiểu Đăng ra lệnh một tiếng. Địa cung tiền đen ngòm một mảnh giống như kéo không dứt mây đen, Mai Cốt Mồ theo ngàn năm trước chính là Kim Lân Cửu Châu anh hùng trũng, nhưng là ai có thể nghĩ đến, bọn họ sau khi chết sẽ biến thành như thế đâu. Triều Ngọc Kinh một lòng muốn diệt thế, trăm năm gian không biết làm bao nhiêu quỷ sai con rối, này diệt thế nắp vung một khi mở ra liền khó có thể khép lại. Thẩm Tiểu Đăng nắm chặt thuần quân, này nhất định là tràn trận đánh ác liệt. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng gió truyền đến, vô số linh khí hướng Mai Cốt Mồ hội tụ, chúng ma tộc cả kinh, Thẩm Tiểu Đăng ngẩng đầu nhìn lại, u ám trên bầu trời từng đạo lượng sắc xẹt qua, bạch y cầm kiếm người tu chân đều hướng bay tới. Đứng ở thượng luyện vô song nhìn đến Thẩm Tiểu Đăng, nỗ lực vung thủ, ta đến trợ ngươi. Phía sau vài cái kim đan tu sĩ vội vàng tả hữu hộ hảo hắn, miễn cho hắn không cẩn thận té xuống đi. Chúng ta cũng đến trợ ngươi. Mặt sau chúng tu sĩ thủ vận linh lực, kết xuất pháp trận. Mà Phật sử ngồi quỳ niệm kinh, vô số kinh văn cùng với linh lực phiêu đảng ở toàn bộ Mai Cốt Mồ, xua tan nơi này âm trầm quỷ khí. Mặt sau ma tộc nhỏ giọng thảo luận. Bọn họ không ngờ tới, này đàn hận không thể đem bọn họ thiên đao vạn quả tu sĩ hội tâm bình khí hòa cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Tu sĩ nhìn này quần ma tộc làm sao không phải là lòng sinh cảm khái, này đó không chuyện ác nào không làm ma tộc là nghĩ như thế nào đến muốn tới trợ giúp bọn họ đâu. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở đứng ở trước nhất quả nhiên nàng kia trên người. Cầm trong tay thuần quân cự kiếm, môi đỏ khẽ miếm môi. Đầu vai một tả một hữu phân biệt ngồi một đen một trắng hai tiểu nhân, màu trắng tiểu nhân phát ra linh khí, màu đen tiểu nhân phát ra ma khí, muốn là người khác chắc chắn kinh dị, này linh ma là thế nào cùng tồn tại, nhưng phát sinh ở trên người nàng, lại cảm thấy lại hợp lý bất quá. Thẩm Tiểu Đăng luôn luôn tại sáng tạo kỳ tích. Từ trước đến nay duy huyết mạch thiên tư luận tu sĩ ở trên người nàng thấy được, song linh căn cũng có thể thành tựu một phen thiên địa nỗ lực, chịu thế gia bóng ma che tu sĩ ở trên người nàng thấy được vĩnh không buông tay chí khí, mà ma tộc, là nàng dẫn dắt bọn họ đi lên mặt khác một cái không dám nghĩ tượng lộ tuyến. Có lẽ, hôm nay là diệt thế một ngày, có lẽ, hôm nay là tu chân vực giới một lần nữa mở ra một ngày. Có người cảm thán, hiện thời nhân ma linh quỷ tộc đều đến đông đủ, còn kém yêu tộc. Nhất ngữ thành sấm. Không u nhẹ nhàng tiếng nói theo xa xa bay tới, Sở nghe người chợt cảm thấy quanh thân thư sướng như đứng ở lượn lờ đám mây, càng sâu đến nổi si như túy, liền ngay cả trời xanh tính tàn bạo ma tộc đều nhịn không được dừng lại nghiêng tai lắng nghe. Nhiều năm không thấy, của ngươi tu vi rất là tinh tiến. Thẩm Tiểu Đăng thanh âm một đạo thanh lưu, đánh thức say mê mọi người. Bọn họ không khỏi âm thầm kinh hãi, đây là âm hoặc a, nếu ở đối chiến khi như thế sơ sẩy, gáy người trên đầu sớm đã không thấy tăm hơi đi. Theo Thẩm Tiểu Đăng tầm mắt, bọn họ nhìn đến một đạo mặt màu lam thân ảnh, người tới ngạch gian đội một viên màu lam ngọc thạch, dáng người tao nhã, hình thái cao quý, đúng là biên cảnh chi hải mới có giao nhân tộc. Hắn mặt sau đi theo không đếm được yêu tộc linh thú, xem ra đều là đến giúp bọn hắn, nhưng là yêu tộc từ trước đến nay đứng ở bên trong, chung quanh vì gia, sẽ không trợ giúp bất cứ cái gì nhất phương, hiện thời làm sao có thể tham dự này sức lại chẳng có kết quả tốt sự tình. Nguyệt Vọng tầm mắt đứng ở hắc y nữ tử trên người, lại cũng khó dời đi khai. Không cô phụ kỳ vọng của ngài. Hắn hướng tới nàng lộ ra một cái tươi cười. Vì hôm nay, hắn đợi lâu lắm, rời đi ma vực sau hắn trở lại biên cảnh chi hải, ý chí tinh thần sa sút, tuy rằng tộc nhân đều cứu xuất ra, nàng hoàn thành đối của hắn hứa hẹn, Khả Nguyệt Vọng vẫn là không vui, Thẩm Tiểu Đăng ước chừng là lại dịp sẽ không theo hắn có liên quan. Cho đến khi tộc trưởng đau kịch liệt nói với hắn. Nguyệt Vọng a, về sau giao nhân tộc liền phó thác cho ngươi, đừng nóng vội chối từ, muốn trở về của nàng bên người, ngươi liền muốn có giá trị, muốn có lý do. Nàng phi phàm nhân, như ngươi có thể trở thành giao nhân tộc trưởng, như ngươi có thể trở thành yêu tộc thủ lĩnh, tài năng đuổi kịp của nàng bước chân. Nháy mắt như thể hồ quán đỉnh, từng bước một, hắn trở thành giao nhân tộc tộc trưởng, giết tiền nhiệm yêu hoàng, trở thành hôm nay Nguyệt Vọng. Hắn đã có cũng đủ tư cách đứng ở của nàng bên người. Thật là yêu tộc. Một cái tiểu ma tộc hưng phấn thấp giọng nói, nguyên bản hắn bên cạnh người chỉ có hắn một người, hiện tại có tu sĩ có yêu tộc, vốn nhìn ô áp quỷ tộc, hắn có chút đảm túng, hiện tại thôi, cư nhiên có vài phần hội thắng lợi tự tin. Nghe được Nguyệt Vọng lời nói, Thẩm Tiểu Đăng nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không có cô phụ chính là ngươi bản thân. Của nàng tầm mắt vọng quá mọi người, trong tay thuần quân cự kiếm dương lên, hôm nay vô luận thành bại, đại gia nhất định phải nhớ được đây là vì bản thân một trận chiến. Vì bản thân mà chiến. Bên cạnh người Trường Việt cúi đầu cười. Này có thể sánh bằng này lời nói rỗng tuếch lời nói dễ nghe hơn. Đại gia cũng là hơi hơi kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng Thẩm Tiểu Đăng sẽ nói, vì thiên địa chính khí vì cứu vớt thế nhân, bất quá nàng nói cũng đúng, này cũng không phải là vì bản thân mà chiến sao. Rào rạc chiến ý thiêu đốt, Thẩm Tiểu Đăng nắm thuần quân dẫn đầu liền xông ra ngoài. Thiên thượng tu sĩ, trên đất yêu ma hai tộc, theo sát của nàng động tác liền xông ra ngoài. Một trận chiến này là mọi người đánh quá tối gian nan một trận chiến. Quỷ tộc cường đại làm bọn hắn kinh hãi, nhưng là làm nhìn đến Thẩm Tiểu Đăng như phá vỡ hư không trường kiếm, sinh sôi đem địa cung xé rách ra một cái dài khẩu, bọn họ liền lòng sinh dũng khí, không ngừng đi tới. Thẩm Tiểu Đăng nuốt vào một viên đan dược, nắm thuần quân thủ khẽ rung lên, đã qua một ngày một đêm, khả mỗi khi nàng ngẩng đầu, này đó quỷ tộc còn tại. Chỉ cần có một cái quỷ tộc ở nàng sẽ không có thể ngã xuống, nàng ngã xuống người phía sau sẽ đều ngã xuống. Nàng vượt cấp giết hai cái hóa thần kỳ vô cùng, nhưng là nàng không xác định có thể hay không sát cái thứ ba. Ngẩng đầu, Thẩm Tiểu Đăng theo bản năng huy kiếm, nhưng kham đứng ở người nọ trước mặt. Phù phong. Trước mặt người còn cầm của nàng một nỏ. Hai mắt phím nhàn nhạt màu xám, vẫn không nhúc nhích nơi này, sau đó chậm rãi đem một nỏ nhắm cái trán của nàng. Hắn muốn sát nàng, không, hắn sẽ không, Thẩm Tiểu Đăng nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, phù phong trong ánh mắt tràn ngập giãy dụa, coi như nhìn ra nàng là ai, nhưng là về phương diện khác Triều Ngọc Kinh phóng ở trong đầu hắn quỷ tuyến đã ở ảnh hưởng hắn. Ngạch. Trong cổ họng phát ra không thành điều thanh âm, Phù Phong cầm không được trong tay một nỏ, trong đầu hỗn hỗn độn độn tựa hồ lại có một bộ hình ảnh, đó là cái cực kỳ xinh đẹp ánh sáng địa phương, có cái nữ tử, có cái một nỏ, còn có trong trẻo thanh âm. Đăng. Thẩm Tiểu Đăng trông thấy Phù Phong màu xám ánh mắt mơ hồ phát ra một điểm quang, sau đó sáng rọi càng thịnh. Ngươi tỉnh táo lại. Phù Phong không có trả lời nàng, chỉ là nhăn nhăn mày, như là ở rối rắm. Trong tay hắn một nỏ rơi xuống, ông lấy bản thân đầu trong cổ họng phát ra gầm nhẹ thanh, Phù Phong hai mắt trừng ra, răng nanh cắn ra máu tươi, cực lực chống cự, cuối cùng mới đạt được một tia thanh minh, hắn nhìn Thẩm Tiểu Đăng liếc mắt một cái, vậy mà từ sau nhĩ ra ngạnh sinh sinh xả ra một căn quỷ tuyến. Này quỷ tuyến nhất gặp được không khí liền biến thành một đoàn sương khói biến mất. Mà quỷ sai không có quỷ tuyến cũng sẽ nháy mắt biến trở về tử vong trạng thái, trong mắt màu xám rút đi, hắn nhìn Thẩm Tiểu Đăng chậm rãi lộ ra mỉm cười, sau đó rơi trên mặt đất, không có hô hấp không có tim đập triệt để mất đi sở có ý thức. Màu trắng tiểu nhân hô. Đăng đăng đăng, hắn lại đã chết sao? Thẩm Tiểu Đăng gật đầu, các ngươi hai cái đem Phù Phong nâng đi xuống đi, rời xa chiến trường, làm cho hắn giữ lại hoàn chỉnh thân thể tiêu sái. Hảo. Màu đen tiểu nhân gật đầu, cùng bạch y tiểu nhân liên thủ đem Phù Phong nâng đi ra ngoài. Dùng linh lực đem thanh âm truyền đến mỗi người trong lỗ tai, Thẩm Tiểu Đăng cất cao giọng nói. Trảm sau nhĩ, hủy quỷ tuyến. Thảm thiết chiến trường rốt cục xoay. Chỉ có nhường này đó có được vô tận sức chiến đấu quỷ sai mất đi khống chế mới có thể đánh thắng, được đến Thẩm Tiểu Đăng phương pháp sau, kia xoay quanh ở mai cốt mồ quỷ tộc một chút bị tiêu diệt. Sau khi chết, trần về trần, thổ về thổ, đối với này đó bị chế thành quỷ tộc người đến nói cũng là một loại giải thoát. Trừ bỏ một ít chấp niệm thâm hậu. Thẩm Tiểu Đăng nhìn về phía từ hậu phương lao tới quỷ tộc, hắn đang ở hấp thu mai cốt mồ sở hữu quỷ khí, sau đó mắt thường có thể thấy được biến thành 5 trượng cao vĩ đại nhân thân, hắn ngửa mặt lên trời rống giận, trong khoảnh khắc giết chết vây tới được tu sĩ. Thẩm Tiểu Đăng hít sâu một hơi, dùng linh lực bao vây trụ chính mình tay cùng thuần quân, dứt khoát kiên quyết hướng hắn chém giết mà đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67. Kết cục. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Thẩm Tiểu Đăng cả người linh lực điên cuồng chuyển động, trong tay thuần quân cự kiếm thành lớn mấy lần, giống như một phen thiên kiếm, khi nhấc lên che trời tế nhật. Của nàng huyết cùng hãn hỗn ở cùng nhau, theo thon dài cánh tay rơi xuống. Màu đen sông đồng phát ra chói mắt quang mang, nâng kiếm, rơi xuống, vô số kiếm khí như tề phát, cự quỷ tộc vội vàng che. Thẩm Tiểu Đăng ti không ngừng nghỉ chút nào phát động công kích, cho đến đan điền khô kiệt, một tia linh lực đều khó có thể điều động, cho đến khi cánh tay đã không cảm giác, cho đến khi đối phương bị khảm liên tục rút lui, không có hoàn thủ lực. Cuối cùng một chút, Thẩm Tiểu Đăng kiếm hướng đối phương xua đi. Hoảng sợ cự quỷ tộc ti bị nắm lấy một cái tu sĩ che ở bản thân trước mặt, nhưng là hắn biết chính trực chiến cuộc thời khắc mấu chốt, lấy này uy hiếp chỉ sợ vô dụng. Nhưng là kia sắc bén kiếm khí kham kham đứng ở trước mặt. Hô! Thẩm Tiểu Đăng thở hổn hển khẩu khí thô. Đối phương vui vẻ. Kia tu sĩ hiên ngang lẫm liệt nhắm mắt lại run run nói. Không, không cần thủ hạ lưu tình, tử một mình ta đổi thương sinh. Chung quanh tu sĩ nhìn thấy tình huống như vậy, cũng vội vàng nói với Thẩm Tiểu Đăng. Mau xuống tay a, cơ hội khó được, trừ ra ngươi hiện tại không người có thể giết hắn. Chẳng lẽ chúng ta hy sinh mọi người muốn uổng phí sao? Trường Việt Hàng kiếm xẹt qua nhất quỷ sai cổ, quay đầu nhìn đi lại, màu đen con ngươi có vài phần suy nghĩ sâu xa. Đối mặt sinh tử lựa chọn, Thẩm Tiểu Đăng bỗng nhiên cảm thấy trước mắt hết thảy đều yên lặng. Sở hữu thanh âm đều nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có của nàng tiếng hít thở, nhe răng cười quỷ tộc, sợ hãi tu sĩ, vội vàng mọi người, còn có vững chắc làm treo ở không trung thuần quân. Nàng trát một chút ánh mắt, thật dài lông mi như một mảnh chân đi siêu vẹo lá rụng. Thẩm Tiểu Đăng chiêu kiếm này không hề xuyên thủng trắng kiếm tu sĩ ngực, tự nhiên cũng không có chém giết cái kia vĩ đại quỷ tộc, mai cốt mồ vang lên quỷ tộc kiêu ngạo tiếng cười to, hắn một phen ném xuống tu sĩ, hắn cũng biết lúc này Thẩm Tiểu Đăng đã là nỏ mạnh hết đà. Mọi người hoạt kê, trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn cự quỷ thủ xuyên qua Thẩm Tiểu Đăng ngực. Sau đó Thẩm Tiểu Đăng như một mảnh lá rụng, đưa về đại địa ôm ấp. Thẩm Tiểu Đăng. Không biết là nguyệt vọng vẫn là Trường Việt trước hô lên này một tiếng, nhưng vô luận cái gì, Thẩm Tiểu Đăng đều nghe không thấy. Nàng không cảm giác tử vong cũng không cảm giác đau. Màu đen con ngươi nhìn bầu trời, nàng xem thấy bản thân khi còn sống, thứ nhất thế, nàng học xong thù hận cùng khó chịu. Thẩm Tiểu Đăng giống như một cái những người đứng xem nhìn đến bản thân yêu Trường Việt, nhìn đến Trường Việt bị hủy của nàng dung, nhìn đến Triều Ngọc Kinh đem thần hồn của nàng tiêu diệt, cái loại này khắc cốt đau ý từng làm cho nàng ở đêm khuya run run, hiện tại nàng lại cái gì đều không cảm giác, chỉ có bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Thứ hai thế, nàng nhìn đến bản thân một khắc cũng không dám lơi lỏng tu luyện, dùng hết tâm lực trả thù, nàng xem đến Trường Việt nước mắt, nhìn đến Ân Từ ngã xuống, nhìn đến Triều Ngọc Kinh chết đi. Cái loại này khoái ý, hiện tại cũng cái gì đều không cảm giác. Tất cả những thứ này hết thảy giống như tuần hoàn nhân quả, thuận theo thiên mệnh. Đi hoàng này nhất tao, Thẩm Tiểu Đăng tức không biết là thống hận cũng không cảm thấy khoái ý, kia không có lúc nào là trói buộc nàng khống chế nàng gì đó hiện tại đều như mây sương thông thường tản ra, từ nay về sau, nàng không vì bất cứ sự tình gì bất luận kẻ nào mà sống, chỉ vì bản thân. Ngay tại đại gia vì Thẩm Tiểu Đăng tử ai động không thôi, vì tu chân vực giới tương lai mà tuyệt vọng thời điểm. Trong khoảnh khắc, mai cốt mồ quỷ khí đột nhiên nháy mắt tan hết. Mây đen bao phủ phía chân trời như bích tẩy quá, màu tím đám mây lát thành ở mồ phía trên, triền miên không dứt linh khí theo một chỗ tản ra, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi đó, đúng là Thẩm Tiểu Đăng ngã xuống đất chỗ. Này! Đại gia một câu nói đều giảng không đi ra, trong lòng mơ hồ có cái khó có thể tin đoán. Kế tiếp phản ứng chứng thực mọi người trong lòng đoán. Nguyên bản chết đi Thẩm Tiểu Đăng lại sống được, nàng khép chặt hai mắt, thân thể trôi nổi ở giữa không trung trung, mặt sắc tóc dài như thác nước một loại phất phới, biển linh khí đều hội tụ đến trong thân thể nàng, lại phúc trạch ở đây mỗi một cá nhân. Quỷ sai chạm đến tắc tiêu, hóa thành khói nhẹ ở triệt để ở mai cốt mồ chết đi. Thẩm Tiểu Đăng vậy mà lấy tử thành nói. 100.000 năm qua, nàng vẫn là cái thứ nhất đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ cần khiên quá lôi kiếp, có thể phi thăng tiên giới. Tiên giới. Cỡ nào xa xôi lại quen thuộc từ ngữ, ở linh khí đục ngầu hiện thời, đã sớm không giống vạn năm tiền linh lực sung túc tu chân vực giới, 100.000 năm qua, cơ hồ theo không người phi thăng, thế gia danh môn sa đọa cũng có nguyên nhân này, nhưng là hôm nay, chúng tu sĩ ôm liều chết một trận chiến một ngày, cư nhiên có tu sĩ phi thăng. Không thể không nói không làm người ta kinh thán. Tán thưởng đồng thời mọi người lại không khỏi lo lắng, liền tính Thẩm Tiểu Đăng đi đến đại thừa kỳ, bằng vào nàng hiện tại tình huống, cũng khó lấy vượt qua lôi kiếp. Đang nghĩ tới, màu tím chìm nổi phía chân trời đột nhiên biến thành dày đặc màu đen, một đạo màu lam tia chớp xẹt qua trước mắt. Rầm rập. Đạo thứ nhất lôi kiếp đến đây. Thẩm Tiểu Đăng bá mở mắt ra, hai tay kết ấn, chế thành hộ trận. Đạo thứ nhất lôi kiếp dễ dàng mà qua, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thứ năm nói lại càng ngày càng lợi hại, Thẩm Tiểu Đăng khôi phục lại sắc mặt lại nháy mắt trở nên tái nhợt. Chính lo lắng thời điểm, Thẩm Tiểu Đăng cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh rớt qua lôi kiếp. Tiên giới chi môn chậm rãi ở trước mặt nàng mở ra. Cho dù là nhìn này bức hình, chúng tu sĩ đều được lợi rất nhiều, có đột phá chi ý. Ngay tại đại gia cho rằng Thẩm Tiểu Đăng liền phi thăng rời đi khi, không nghĩ tới môn bên kia ngược lại đi tới một cái áo lam thanh niên, linh quang chói mắt, bọn họ nhìn không chân thiết, nhưng thân ảnh ấy khí thế nhưng lại làm cho bọn họ theo đáy lòng sinh ra sợ hãi cùng sùng kính chi tâm. Thanh niên thanh âm như ngọc, ta tới đón ngươi. Thẩm Tiểu Đăng nói. Rốt cục phi thăng thành tiên. Thanh niên mâu quang hơi đổi, là thành thần, ma thần. Đãi hai người thân ảnh biến mất ở trước mắt, mọi người mới từ kia nhất quần sáng trung lấy lại tinh thần, như, nếu không có nghe sai, Thẩm Tiểu Đăng cư nhiên phi thăng thành thần. Vẫn là ma thần. Đồ Ngọc trước hết phản ứng đi lại, lớn tiếng kêu lên. Ta liền nói. Nàng thật là ma thần đại nhân. Ma tộc mọi người nghe thế câu nhất tề đánh nhất giật mình, không biết vì sao, bọn họ đồng thời cảm thấy vô hình trong lúc đó thật sự có người ở xem bọn họ, không phải là dĩ vãng quy huống có khả năng đạt tới hiệu quả. Tu chân vực giới chư vị cũng kinh dị nhìn chằm chằm ma tộc, hiện thời ma vực có ma thần, kia cùng người lại khác nhau ở chỗ nào. 100 năm sau, Đồ Ngọc phi thăng tiên giới, nghe nói Thẩm Tiểu Đăng cũng xuất hiện tại ma vực trên không. Đến vậy ma tộc mọi người rốt cục biết, bọn họ vận mệnh thật sự đã xảy ra thay đổi, phổ thông ma tộc cũng có thể bay thăng, bọn họ không bao giờ nữa tất đắm mình, nguyên bản liền cùng tu chân vực giới cùng nhân gian tiếp xúc ma tộc, càng thêm cẩn thận thận đi, giúp lòng tu luyện. Mà khác vực giới đối ma tộc cái nhìn cũng đang chậm chậm phát sinh biến hóa. Đồ Ngọc sau khi phi thăng, ma vực chỉ còn lại có Trường Việt, hắn tự nhiên trở thành ma vực ma quân. Nhưng là, hắn cũng là một cái không thể phi thăng ma quân. Trường Việt đứng ở U Minh cung tiền. Tóc bạc phiêu tán, khuôn mặt như băng sơn chi tuyết, nhiều năm qua, không còn có cái gì làm cho hắn động dung có thể làm cho hắn có ý cười. Trường Việt rốt cuộc trở thành một gã kiếm quân, không người dám phạm ma vực, hắn đem bản thân cùng tâm đều nhốt tại ma vực, nơi này có hắn, cũng có nàng, đồng loạt nhốt tại giữa hồi ức. Xa xa ma tộc đang ở tu kiến tường thành, san sát nối tiếp nhau phòng ốc tọa lạc tại Nam Diện, có tiểu ma tộc hi hi ha ha theo phòng ốc lý chạy đến, một đường hái hoa chọc thảo, vào thư viện. Hắn nâng lên đôi mắt, nhìn Hi Mạc hé mở, khi ánh sáng lướt qua. Thiên địa vội vàng, hết thảy đều đã xảy ra thay đổi, hết thảy lại cái gì cũng chưa biến. Hoàng, tác giả có chuyện muốn nói. Lại viết cái ngọt ngào phiên ngoại là tốt rồi. Phiên ngoại từ Đồ Ngọc phi thăng thượng giới sau, Hỗn Nguyên Thần Quân liền phi thường buồn rầu, quả thực một ngày muốn tháng 3 lần khí cái loại này. Nữ tử này quả thực là tiểu đăng siêu cấp mê muội, vô luận đi kia đều phải đem tiểu đăng bắt tại bên miệng, mỗi lần Hỗn Nguyên Thần Quân đi tìm thẩm tiểu đăng Đồ Ngọc đều ở, thật vất vả một mình ở chung, không đến mấy chén trà nhỏ công phu, Đồ Ngọc lại tới nữa. Mấu chốt là tiểu đăng đối nàng cũng có chút chiếu cố, tìm nói hỏi pháp, hữu cầu tất ứng, không chút cảm giác đến vắng vẻ hắn. Tan vỡ một chút, hắn đều thật lâu không có một mình cùng với thẩm tiểu đăng qua. Tay cầm hắc quân cờ, Hỗn Nguyên Thần Quân hoàng mỹ mặt vừa nhíu, lại phun ra một tiếng thở dài khí. Thuần Quân lão tổ xem hắn liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói. Ngươi muốn tiếp mọi người thượng giới, thế nào còn mất hồn mất vía, hôm nay thở dài số lần sau 100 năm nội cộng lại số lần còn nhiều. Hỗn Nguyên Thần Quân mâu quan khẽ nâng, nhìn trước mắt này tiểu lão đầu, nhìn xem, tinh thần tỏa sáng, tinh khí 10 phần, tinh quang bắn ra bốn phía, cũng là từ dưới giới phi thăng đi lên tiên nhân, vẫn là theo tu chân vực giới mà đến, hắn đi lên khi, tu chân vực giới vẫn cùng ma tộc thủy hỏa bất dung. Không biết tại sao, bị Hỗn Nguyên Thần Quân như vậy bình tĩnh xem, Thuần Quân lão tổ có loại dự cảm bất hảo. Hỗn Nguyên Thần Quân cúi mâu, nhẹ giọng nói. Đồ Ngọc. Thuần Quân lão tổ nghi hoặc nhìn về phía hắn, tự động bổ túc lời nói của hắn, hỏi. Đúng vậy, khi tiểu nữ hoa nghe nói còn là đến từ ma vực, như thế nào? Hỗn Nguyên Thần Quân nói. Vậy ngươi, chán ghét nàng. Thuần Quân lão tổ nhớ tới, kia ma vực nữ hoa cùng thẩm tiểu đăng quan hệ tốt lắm, không thể cùng thẩm tiểu đăng đối nghịch, vội vàng xua tay nói. Làm sao có thể đâu, tuy rằng ta chính đạo phi thăng, bất quá thôi, đại đạo 3000, ma cũng có ma đạo, bằng thực lực phi thăng ta có cái gì hảo chán ghét. Hỗn Nguyên Thần Quân dương mắt, không, ngươi chán ghét. Thuần Quân lão tổ. Ta. Vì thế, Đồ Ngọc có chút buồn rầu, không liên quan Thuần Quân lão tổ mỗi lần ở nàng tìm tiểu đăng trên đường nhảy ra tìm tra, nói là chán ghét ma vực người, nhưng mà, ngoài miệng nói xong chán ghét, còn dạy nàng chính đạo đạo pháp là cái gì lộ số. Tóm lại nàng dần dần không thời gian đi tìm thẩm tiểu đăng. Hỗn Nguyên Thần Quân rốt cục có thể giữ lấy thẩm tiểu đăng sở có thời gian. Hắn mang nàng nhìn tiên giới, không cùng nơi mây tía, rực rỡ sáng mờ như huyễn màu dường như, tầng tầng lưu quang. Bất quá tựa hồ là bọn họ không đủ may mắn, mây tía ngoại bỗng nhiên thổi qua đến một tầng mây đen, sảm vào mây tía bên trong, phía chân trời cũng trở nên biến thành màu đen, ẩn ẩn vậy mà như nhân gian mây đen. Thẩm tiểu đăng hỏi. Tiên giới cũng sẽ đổ mưa sao? Hỗn Nguyên nói. Sẽ không, tiên giới cho tới bây giờ đều sẽ không đổ mưa, bốn mùa như xuân, thần mộ rõ ràng, tinh không vạn lý, quần sao bạn nguyệt. Thẩm tiểu đăng sườn mặt, lại nói. Kia hiện tại vì sao lại đang mưa? Hỗn Nguyên thần sắc ôn nhu xuống dưới, ánh mắt trú lưu, bởi vì ngươi phi thăng, vạn năm đến cái thứ nhất ma thần. Ân. Thẩm tiểu đăng chần chờ nói. Là vì ta, cho nên mới có mây đen sao? Kia tiên giới đám mây mặt cỏ khẳng định sẽ không hoan nghênh ta đi, nguyên lai mỗi ngày đều lóa mắt hảo xem, hiện tại lại bị mạc thượng một tầng hắc. Giọng nói của nàng bình tĩnh, mơ hồ có vài phần xin lỗi. Hỗn Nguyên trong lòng căng thẳng, theo bản năng kéo Thẩm Tiểu Đăng cánh tay, gằn từng chữ. Không. Hắn nghiêm cẩn nhìn của nàng hai mắt, chính là vì có hắc ám mới có thể chờ mong quang, bởi vì có ngươi, tiên giới mới không giống ngàn vạn năm giống như một tầng không thay đổi, có mây đen, có tia chớp, có mưa to, Tiểu Đăng, ngươi đối tiên giới với ta mà nói đều rất trọng yếu. Hỗn Nguyên thần quân trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, ta thật thích đổ mưa. Thẩm Tiểu Đăng hơi kinh ngạc, cảm giác được cánh tay chậm rãi dâng lên nóng bỏng nhiệt độ. Ho nhẹ một tiếng, nàng vội vã dời đi chỗ khác mặt. Hỗn Nguyên thần quân cũng rủ mắt xuống tiệp. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không nói chuyện, cho đến khi bầu trời đánh xuống thứ nhất giọt giọt mưa, mềm nhẹ mưa bụi lã chả rơi trên mặt đất, nhuận tiếng thảo lá cây, bay xuống ở hai người sợi tóc cùng quần áo thượng. Như vậy Vũ Ai đều không nhẫn tâm cự tuyệt, hai người cũng chưa dùng linh khí, tùy ý nước mưa ướt nhẹp bọn họ gò má. Không trung phiếm cỏ xanh hương vị, Thẩm Tiểu Đăng gọi thanh nói. Ta cảm giác được có phong, nói không chừng tiên giới kế tiếp còn có thể có 4 mùa, mùa đông nhưng là thiếu vũ. Hỗn Nguyên nói. Ta cũng thích hạ tuyết. Thẩm Tiểu Đăng gợi lên khóe môi, gò má đẩy ra nhẹ nhẹ từng đợt ý cười, như mấy căn mật tuyến vói vào Hỗn Nguyên thân thể, quấn quanh trái tim hắn, một loại lại ngọt lại nhanh cảm thụ làm thần hồn của hắn đều nhịn không được dạng khởi. Nàng lại hỏi. Kia ra Kiêu Dương đâu? Hỗn Nguyên nói. Cũng lòng sinh vui mừng. Thẩm Tiểu Đăng cười nói. Ta xem không có thần quân không thích. Nhìn nàng trong mắt nhiều điểm ánh sáng, Hỗn Nguyên thần quân nói. Không rất thích thú nhiều, thích nhất là cùng với Tiểu Đăng khi hết thảy. Nếu còn không biết Hỗn Nguyên thần quân tâm ý, kia nàng thật sự là cái ngốc tử, chỉ là nàng tạm thời không có khôi phục triển khai cảm tình tin tưởng, trường việc hận cùng yêu, ân từ chú ý, nguyệt vọng khát khao ngưỡng mộ, đều phi trong lòng nàng mong muốn. Nàng cần là phi thường đáng kể làm bạn. May mắn là, nàng cùng Hỗn Nguyên thần quân đều có rất nhiều rất dài thời gian. Thẩm Tiểu Đăng xem hắn liếc mắt một cái, lại dời đi chỗ khác mặt, lưng hai tay ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Nói. Kia. Ta bên người hết thảy nhưng là có rất nhiều này nọ. Hỗn Nguyên thần quân, ta chờ mong. Ở tiên giới này cũng không đều là phong hoa tuyết nguyệt, đăng tiên giới thành ma thần, Thẩm Tiểu Đăng cũng không có đình chỉ tu luyện, ngược lại đối nàng mà nói, thành thần là một cái bắt đầu, một cái làm cho nàng đột phá càng nhiều thực nói cơ hội. Tỷ như nói, nếu nàng luôn luôn là sống ở phù diêu thần nữ trung, như vậy nếu tiếp tục tu luyện đi xuống, hội cởi bỏ thế giới này bí mật sao? Thậm chí rời đi quyển sách này, đi hướng càng rộng rãi thế giới, sách cổ có vân, đại đạo 3000, có lẽ cũng có 3 cái thế giới chờ nàng. Này cổ sức mạnh ảnh hưởng Hỗn Nguyên thần quân, hắn cũng tìm càng sâu nói thăm dò. Đối này nhất cảm kích chính là Thuần Quân lão tổ, tưởng hắn hạ mau ngàn năm cờ vây, còn muốn cùng thần quân cẩn thận, nơi nào có thượng tiên tiêu giao khoái hoạt. Đặc biệt đồ ngọc tiểu hữu, hắn phi thường thưởng thức, mơ hồ có năm đó ở tu chân vực giới dạy tộc nhân hậu bối cảm giác. Thương hải tan điền, vật đổi sao dời. Tiên giới lại phi thăng mấy người, mà Thuần Quân lão tổ cùng đồ ngọc trơ mắt thấy, tiên giới cư nhiên xuất hiện tường vân, dĩ nhiên là Thẩm Tiểu Đăng cùng Hỗn Nguyên thần quân đồng thời đột phá tu vi. Bọn họ không thể tưởng được tiên giới cao nhất cấp tu vi 2 cái thần còn có thể đột phá bản thân. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đồng thời cảm thấy rung động. Bất quá, này con là bắt đầu. Mặt sau thời gian bên trong, hai người bọn họ không ngừng đột phá bản thân, mỗi lần đều là Thẩm Tiểu Đăng trước, Hỗn Nguyên thần quân theo sát sau đó. Chậm rãi bọn họ hai người liền thành Thuần Quân lão tổ không thể tưởng tượng tồn tại. Nhìn bọn họ phủ đệ phương hướng, đột nhiên trên bầu trời phân chia quá một đạo thiên lôi. Làm Thuần Quân lão tổ cùng đồ ngọc đuổi đi qua khi, sớm người đi nhà trống. Thẩm Tiểu Đăng cùng Hỗn Nguyên thần quân đột phá thời gian chất cốc. Bọn họ thân thể trở nên không trọng yếu, thần hồn đứng ở thời gian sông dài trung, tùy ý đâu khởi tùy ý nhất phủng quan âm, đều có thể thấy rõ trước sau. Hỗn Nguyên đứng ở Thẩm Tiểu Đăng bên cạnh, kéo bàn tay nàng nhập nàng nâng lên trong thời gian. Trong phút chốc, bọn họ đi tới mấy ngàn năm tiền. Nơi này là... Hỗn Nguyên thần quân nhìn thoáng qua chung quanh, đổ không có gì nguy hiểm. Dương mắt nhìn lên, là một cái tối đen vô chủ động phủ, Thẩm Tiểu Đăng thần thức dò xét đi ra ngoài, trong khoảnh khắc lại thu trở về, nói. Là thật nhiều năm trước ma vực, giờ phút này tứ đại ma tướng vừa mới xuất thế. Hỗn Nguyên Thần Quân không có tới quá ma vực, nhưng tứ đại ma tướng cùng Thẩm Tiểu Đăng có vài phần sâu xa, hắn rất là rõ ràng có người nào. Đặc biệt ân từ, Hỗn Nguyên siết chặt tay nàng nói. Không bằng đi nhân gian nhìn xem. Hắn một lòng một dạ muốn đem Thẩm Tiểu Đăng theo ma vực mang đi. Thẩm Tiểu Đăng lại kéo hắn hướng bên trong, không bằng tiểu ở vài ngày, ta rất hiếu kỳ nhiều năm trước ma vực. Ân. Thấy nàng nói như thế, Hỗn Nguyên liền chỉ có trọ xuống. Chỉ là động phủ nhu muốn thu thập một phen, hắn chung quanh nhìn nhìn, vung tay lên động phủ liền sạch sẽ, mà tứ phía tường tức thì bị vẽ thượng Thẩm Tiểu Đăng bức họa, bút pháp nhẵn nhụi, trông rất sống động. Lúc này, có người thanh truyền đến, qua, bên trong còn có địa phương lớn như vậy. Hỗn Nguyên Thần Quân cùng Thẩm Tiểu Đăng biến mất thân hình, người nọ đắc đắc chạy tiến vào, là cái tiểu hài tử bộ dáng, ma khí lại thập phần dạt dào, Thẩm Tiểu Đăng vừa thấy, phát hiện hắn cư nhiên là Lạc Tu Cẩn. Hồi nhỏ Lạc Tu Cẩn so sau khi lớn lên con nê tô. Còn có bích họa. Tiểu Lạc Tu Cẩn kinh hỉ tới gần bích họa, nhập thần nhìn trước mắt. Thẩm Tiểu Đăng có loại thần diệu trực giác, nàng chớp chớp mắt. Tiểu Lạc Tu Cẩn như có điều cảm, ngay cả vội hỏi. Ngươi là ai nha? Ta là ma thần. Ma thần là cái gì? Làm ngươi có được nhân tính, ngươi sẽ biết. Sở hữu tuần hoàn nhân quả đều tại giờ phút này trùng hợp, Thẩm Tiểu Đăng ánh mắt lóe ra, nàng có thể trở thành ma thần chẳng phải trùng hợp, nàng chính là chính nàng thiên ý. Lạch cạch. Quan âm nước sông theo trong tay rơi xuống. Hai người lại nhớ tới sông dài bên trong, chẳng qua lúc này đây lại có thay đổi, vị trí không gian như là có cái gì ở lôi kéo nàng. Tiểu Đăng. Hỗn Nguyên Thần Quân có vài phần bất an. Thẩm Tiểu Đăng lại hai mắt tinh lượng, ta không sao. Giọng nói rơi xuống, trước mặt hết thảy đều lung lay sắp đổ, mà sông dài ở ngoài bắn ra vô số đạo ánh sáng. Hỗn Nguyên theo bản năng lông mi dài khẽ nhắm, hỏi. Đây là cái gì? Thẩm Tiểu Đăng cười nói. Là 3.000 thế giới. Hỗn Nguyên Thần Quân mờ mịt nhìn về phía nàng. Hỗn Nguyên, ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau đạp nát hư không sao? Thẩm Tiểu Đăng hướng hắn vươn tay. Hỗn Nguyên con ngươi hơi mở, trước mặt nữ tử như sáng trong huyền nguyệt, màu đen đôi mắt ảnh ngược của hắn thân ảnh, nhìn cái tay kia, Hỗn Nguyên trong lòng nhảy lên, cầm thật chặt tay nàng. Chỉ cần là ngươi ở địa phương, bất kể là chỗ nào, ta nhất định thường bạn tả hữu. Nhật Nguyệt Tinh Thần, 3.000 thế giới. Ta cùng với ngươi. Tác giả có chuyện muốn nói. Kết thúc. Liền, kỳ thực xem ta phía trước viết văn chỉ biết vượt qua 20V chính là trường văn on. Từ giờ trở đi mã 3.000 tình yêu tồn cảo, năm 2020 độ Mary Su cự chế, hoan nghênh đến lúc đó đến xem nha. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.